Cô Lan, cô Lan. Ủa, anh Rô, anh kêu tôi hả? Ở đây chỉ có mình cô, không kêu cô thì tôi kêu ai? Ủa, sao mà thở dữ vậy? Bộ anh bị bệnh tim hả? Tôi có bệnh tim gì đâu, tôi thở dữ là do tim đập nhanh. Mà tim tôi đập nhanh là do cô đó. Anh nè, nói mắc cười quá. Tim anh đập nhanh hay chậm gì thì có mắc mớ gì tới tôi mà anh đổ thừa vậy? Không phải là tôi đổ thừa, mà đúng là như vậy á. Bởi vì lúc nãy vừa gặp cô, thấy đi ngang nhà tôi gọi cô làm thân. Tôi muốn cô giúp giùm nên vội vàng chạy theo. Cô phóng nhanh quá trời, đi gì mà giống như bay, làm tôi chạy theo muốn đứt hơi luôn á chứ. Tội nghiệp không? Vậy mà tôi có nào hay đâu, tướng anh là thằng năm dịch theo đằng sau. Tôi không ưa tánh tình một người có máu dê, nên mới nhanh chân về, ai ngờ lại là anh. Hèn gì, tôi kêu ra cả cuốn họng mà cô không có thèm ngoảnh lại. Càng kêu thì cô càng đi nhanh hơn nữa. Thôi, thông cảm nghe anh Rô. Giờ tôi đứng lợi rồi nè, anh muốn tôi giúp cái gì? Nói đi. Tôi muốn nhờ Lan đưa giúp cho tôi lá thư này đến tay Ngọc. Thư hả? Tôi tình phải không? Ủa, nói vậy anh yêu Ngọc hả? Anh yêu Ngọc? Mà Ngọc nó có yêu anh không? Tôi không biết. Sao không biết? Anh yêu người ta thì anh cũng phải biết được là người ta có yêu mình hay không chứ. Làm sao tôi biết được khi mà Ngọc chẳng nói một lời nào hết á. Đâu cần phải nói mới biết. Anh chỉ cần á liếc sơ qua ánh mắt là sẽ hiểu được ngay. Nếu Ngọc đây phải lòng, mắt Ngọc sẽ đứng trong. Khi nó nhìn thấy anh đã trừng trong qua chưa? Chưa. Trước giờ tôi có dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc đâu mà biết. Nhưng mà thôi, chắc tôi không dám nhìn thấy Ngọc đắm đuối nhìn tôi với đôi mắt đứng trồng như vậy đâu. Lan à, thôi thì mong cô Lan giúp đỡ trao dòng bức tình thư để Ngọc đây tỏ tường tâm ý tôi với nàng. Nếu Ngọc thuận tình ưng, xin Ngọc sớm hồi âm. Rồi tỷ dụ mà không thuận tình thì khỏi hồi âm phải không? Cô Lan ráng nói giùm, đừng để Ngọc từ chối nha cô Lan. Trời ơi, cái chuyện tình cảm riêng tư sao tôi giúp được. Nếu mà Ngọc không thương anh thì tôi cũng chịu thôi à. Nếu mà anh sợ Ngọc từ chối á thì anh cứ gặp thẳng Ngọc đi. Nói thẳng ra chứ gửi thơ làm gì cho phiền phức hả? Nói thẳng trước mặt Ngọc tôi ngại lắm. Làm ơn đi mà Lan. Làm ơn á thì tôi sẵn sàng làm ơn rồi. Bởi tánh tôi á thường hay giúp người mà. Thôi dần dày đi. Sao? Lá thư này ha, tôi sẽ đưa tận tay Ngọc. Còn chuyện mà Ngọc nó có hồi âm hay không, đó là chuyện của Ngọc nha. Tôi không có biết nha. Nhưng mà tôi cũng nói cho anh rõ là cho dù Ngọc có thương anh á thì chưa chắc Ngọc đã cưới được anh đâu. Gì kỳ á? Đó, xin lỗi nghe, lộn văn nữa. Anh đã cưới được Ngọc. Sao vậy? Bắt tôi vô duyên vậy đó. Bởi vì anh không biết ca giọng cổ, mà má của Ngọc ha lại muốn có chàng rể biết ca biết hát. Má Ngọc tuyên bố rồi nghe, muốn làm rể của bả hen thì phải biết ca, không biết ca đừng có mong ngó ngàng đến con gái bả. Thiệt vậy sao Lan? Không tin anh đến nhà Ngọc đi, hỏi ngay mà sao á. Biết liền đi. Thì trên đời này tôi chưa thấy ai lạ lùng như má Ngọc. Gả con mà cũng kén rể, phải biết ca mới gả, không biết ca không gả. Lan à, vậy là tôi phải đi học ca hả Lan? Hả? Chứ sao? Muốn được vợ thì phải chịu khó anh ơi. Anh chịu học không? Nếu chịu ha, tôi giới thiệu thầy dạy cho anh. Cái chuyện này để từ từ rồi tôi tính. Trước mắt nhờ Lan giúp giùm chuyện của Ngọc, gửi sớm giùm tôi nghe cô Lan. Nghe, sớm sớm nha. Được rồi, tôi sẽ đi gửi liền thôi. Ở nhà chờ tin nghe. Tôi đi nha. Nè cô Lan ơi,
nhớ đừng cho ai biết chuyện này nghe. Tức là má của Ngọc đó nghe. Nghe cô Lan ha? Biết rồi, yên tâm đi. Lại trời ban phước xui khiến cho Ngọc chấp nhận tình yêu của con. Nam mô Di Đà Phật. Để coi cái lúc Chiêu Quân mà than thở với Hán Quân á, để coi con nói làm sao này để tôi nhớ coi. Ờ, nhớ rồi. Bệ hạ ơi, phận bồ liễu tiếp đâu dân tiếc, ân quân dương đáp lại mãi mãi. Chi lộc nhà vua nó mấy lâu nay, gặp nạn nước phải đền ơn cho trăm họ. Bệ hạ ơi, đùi đây quan sang cách trở thì phải sợ quân dương để cất bước sang hồ. Trời ơi, mùi hết nói luôn. Mày nấu cơm chưa? Mày ra đây mày. Dạ, cơm chín nãy giờ. Sao hôm nay mày đi chợ về trưa quá vậy ngà? Tại con mắc lại tiệm chạy tóc. Chiều nay con đi dự đám cưới chị Út Thêm nè. Bông bá không đi hả? Thôi đi, lội qua cánh đồng cả mấy cây số tao ngán gần chết tao luôn à. Tao gửi bao thơ cho mày cầm qua cho nó là được rồi. Trời ơi, con nói má nghe nè, má không đi là uổng lắm đó nghe. Tối nay á có tổ chức đờn ca tài tử, vui lắm. Má qua má ca vài bản được nữa. Đi má. Hả? Có ca tài tử nữa hả? Dạ. Ý sao? Không được đâu mẹ ơi, mấy bữa nay tao khan tiếng à, nói chuyện còn không ra hơi nữa sao ca. Trời ơi, làm khó kìa. Không phải, không khó đâu. Thiệt vậy đó. Mày thấy không? Ho ra mày thấy không? Con nói má nghe, má không biết chứ ở bên xã Đại An á, nhiều ông á nghe khen má cày lắm đó. Có không mày? Trời ơi, con nói thiệt mà. Cha nào khen tao à? Ông ba mẹo á. Cái ông đó hả? Ông dê cho đó mà ông khen tao. Không phải, ông khen thiệt mà. Đi nghe má. Thôi, tao không đi đâu. Nói tới chuyện đờn ca tài tử làm tao nhớ tới ba mày. Nhớ ba? Hồi đó đó nghe, tao mới có 17, 18 tuổi nha. Còn nón nà phơ phớ vậy đó. Ba mày hơn tao tới 4 tuổi. Mỗi lần có cái vỗ hay là tiệc tùng gì đó nghe, cái ba mày kêu tao qua ca cái bản. Bản gì má? Bản hành dân. Để tao ca cho mày nghe nha. Rồi rồi, má ca đi con nghe. Nghe nghe mày. Dạ dạ. Hội ca cầm là cái hội ca cầm, chúc cậu mở vào sang. Đông là đông con cháu, trên ô tô dưới thì ca nô. Nằm giường lèo đắp thêm nệm gấm. Nệm gấm. Ủa sao nghe. Im ra má? Quên mẹ rồi. Trời ơi, má đang ca hứng vậy mà cái má im vậy là mất hứng rồi. Trời ơi, khi không bỏ lâu quá rồi tao quên. Công nhận nha, má con ca hay ha, hết sảy luôn á. Vậy ba mày mới mê tao chứ. Ba mê? Mà ba mê má cái gì? Cái miệng hô của tao nè. Trời ơi, xấu mà khoe. Ba mày nói cái miệng hô vậy chứ có duyên gần chết luôn nha. Nổ nổ. Khuya khuya trời có trăng á, tao đi gánh nước. Cái ba mày đón đường tao, ông năn nỉ tao nói em ca cho qua nghe mấy câu giọng cổ đi. Vậy rồi má có ca không? Có chứ sao không mày. Không ca sao loài mày được. Thế nè, mày nghe tao ca nghe không? Trước khi tao ca đó, tao còn địa qua mày một cái nghe không? Cặp trong nghe tao nói chớp 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 nghe không? Bắt đầu mới ca. Anh sao ơi, anh có thương tôi thì nhờ mỗi mái trầu cao dằm hoài. Đừng có đón đường tôi giữa đêm thanh vắng. Tía má tôi hay đặng chắc là tôi phải bị ăn đòn. Số 1, ba mày đã không gian ra mà còn đứng sát ba lại gần. Ông nói rằng hai ơi, mỗi khi em ca giọng cổ, cái mặt em hữu tình, cái miệng em nó có duyên sao đâu á. Mày nghĩ coi, hồi giờ mấy chàng trai trong làng tao đâu có chịu đứng gần ai. Vậy mà đêm đó khi nghe ba mày nói, sao mình mẩy tao nó mập ấp hết trơn vậy đó. Rồi ngày lại ngày qua, đâm ra thân thiết, và năm sau tao với ba mày mới thành vợ thành chồng. Má, vậy rồi cái má đẻ con với Ngọc ra
ba mày ở với nhau được 9-10 năm gì đó. Tuy nghèo khổ nhưng mà gia đình rất vững hòa êm ấm. Một đêm nọ ba mày đi giăng câu ở ngoài ruộng. Ông về ông mắc mưa mình mẩy dữ ướt loay ngoay. Tao lặt đặt nhóm bếp lửa lên cho ông hơ, rồi tao nấu nước gừng cho ông uống. Vậy đó mà bệnh ông càng ngày nó càng nặng thêm. Một đêm kia hơi thở của ông chỉ còn thoi thóp. Vậy mà ông còn bắt tao ca giọng cổ cho ông nghe trước khi ông từ giá dương trần. Trước khi ông đi ông còn nói lại rằng: em ráng cho hai đứa nhỏ nó học ca học hát nha em. Đó rồi ông mới từ từ nhắm mắt. Khi tao vừa càng nghe chức nghiệp sông lan. Nghe má nói mà con thương ba quá chừng à. Ba con mê cổ nhạc dữ gì đó hả má? Bởi vậy tao mới thương ba mày, tao mới chịu làm vợ ba mày. Nói thiệt với mày nghe, tao nhịn cơm thì được, chứ nhịn ca tao chịu không nổi. Mà nè nghe. Dạ dạ. Cho mày biết nghe, rể của tao sau này cũng vậy. Thằng nào biết ca tao gả, không biết ca đi chỗ khác chơi. À xong rồi đó cô hai à. Dạ. Trời ơi, ông viết chữ đẹp quá. Ủa, cô cũng biết chữ nho à? Dạ, hồi nhỏ đó cháu có học chút đỉnh với ông ngoại của cháu á. À, vậy cháu đọc bốn chữ này thử xem. Dạ. Ngũ phước lâm môn. Nghĩa là gì? Dạ nghĩa là năm cái phước đến nhà. À, nhưng mà năm cái phước đó là gồm những cái gì à? Dạ thì phước, lộc, thọ, khương, ninh. Cái ý nghĩa của nó cháu hiểu không? Dạ hiểu chứ. Dạ thì là may mắn, giàu có, sống lâu, mạnh khỏe và bình an. Hay, cháu giỏi lắm. Dạ thưa bác, bao nhiêu vậy bác? À, cô cho tôi 10.000. Dạ cháu biếu bác thêm 5.000 để uống trà. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. À, năm mới chúc cô ngũ phước lâm môn. Dạ, cảm ơn bác. Còn cháu chúc bác vạn sự như ý. Ờ, thôi tôi đi nghe. Dạ. Ngọc, Ngọc à. Dạ. Ngọc. À, bác Tám. Mày đi chợ về đó hả? Dạ, con bác Tám đi đâu về vậy? À, tao đi thiến chị Mười hơn. À, bác Tám đi thiến. À, tao nói hơi vắng tắt. Tao đi thiến heo cho chị Mười hơn. Mày rảnh không? Dạ rảnh. Chi vậy bác Tám? Rảnh thì tao nói chuyện này cho nghe. Ngồi đỡ xuống đây đi. Dạ. Chuyện gì vậy bác? Thằng Rô nó nói nó thương bay á. Nếu bay bằng lòng á, nó nhờ tao làm mai. Thôi đi, cháu không có chịu đâu. Sao vậy? Mày chê nó ở chỗ nào à? Chứ bác nghĩ coi, mỗi lần cháu ra tận ngoài giam, cháu nhờ bác thành và cháu học ca. Anh đứng ngoài cửa, anh la ông sầm à. Vậy là nó sắp lên cơn rồi đó. Ai đợi chỗ dạy nhạc người ta, lại đứng chổng mông ngoài cửa la. Vậy là thằng đó không điên kinh khủng. Vậy là cái thằng này nó phá đám rồi. Nghe đờn ca là phải biết yên lặng để thưởng thức chứ. Để bác gặp nó là bác rầy. Nhưng bây giờ á, tao hỏi vắn tắt bay ha. À, bay có thương Rô không? Dạ cháu thì sao cũng được á. Có điều sao? Sợ má cháu không có chịu gả. Sao vậy? Thì má cháu nói á, nói là anh Rô á, anh không biết ca giọng cổ. Trời, chuyện lạ ha. Không biết ca giọng cổ không gả con. Dạ. Bà già này kéo rễ kiểu gì lạ ha. Thôi được rồi, để tao kêu thằng Rô qua nhà tao, tao dạy 2-3 bữa ở ca được liền.
Ủa, bác biết ca giọng cổ hả? Trời, bà không tin hả? Hồi nào tới giờ có thấy bác ca lần nào đâu. Đó là tại vì tao giấu nghề thôi. Nó không phải khoe với bay nha. Hồi bác gái bay còn sống á, mỗi lần mà bà nghe tao ca, bà khóc ồ ồ. Thôi tao đi à. Ủa, bác đi đâu vậy? Tao đi nói chuyện với bà già mày. Rồi sau đó tao kêu thằng Rô qua nhà tao. Dạ. Tao dạy nó ca luôn. Tao lấy cái ra vô cho nó học theo. Vô đầu cách nào, liên lai cách nào. Con thấy anh Rô đầu óc tôi thui. Anh học 10 năm chưa chắc thành công. Gặp thầy nào chứ gặp thầy này. Tao cam đoan chỉ trong vòng vài tháng, kênh hát trên Sài Gòn sẽ mời nó ngay tò te. Te 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 tí tò. Ngọc. Ừ? Chị Lan. Chị đi chợ về đó hả? Ừ à. Sách gì mà nặng vậy? Kiệu với tỏi á. Về làm chua đặng ăn Tết á. Vậy hả? Nói nghe nè. Hả? Anh Rô á có nhờ tôi gửi cho Ngọc cái này nè. Cái gì vậy? Thơ. Thơ? Thơ. Một lá thơ tuyệt mệnh. Không phải. Lộn nữa sao thật kỳ ghê á. Lộn văn hoài. Thơ tình lãng mạn lắm. Sao lạ vậy? Sao anh Rô lại gửi thư tình cho tôi? Anh nói anh yêu Ngọc á. Sao lại anh biết? Sao không biết? Nếu mà anh Rô không yêu Ngọc á thì anh gửi thơ tình cho Ngọc làm giống gì? Cái ông nội Rô này nhiều chuyện quá. Bữa nay là dở chứng với thư tình nữa. Mà Lan nè. Gì? Trong thư anh Rô anh viết gì vậy? Trời ơi sao tôi biết? Tôi đâu có đọc đâu. Nè. Ngọc đọc đi. Đọc lớn lớn cho tôi nghe chứ. Ê, để coi coi anh viết gì trong này. Ngọc yêu dấu. Chà, Ngọc yêu dấu. Nghe sao ngọt ngào êm ái dữ ta. Đã ve luôn nghe. Đồ quỷ nè. Ghẹo hoài à. Nghe đọc tiếp nè. Hơn một lần nhìn em thấm thiết môi tươi xuân nụ cười. Anh nghe tim sao xuyến thương yêu dạt dào. Anh yêu anh xin hiến dâng tình yêu đắm say đến muôn đời. Với hơi ấm trong tim không hề phai. Ôi đất quỷ thần ơi, cái ông Rô này không biết ca giọng cổ mà sao viết thư tình mùi quá. Ngọc, bộ hạnh phúc quá à. Giờ bộ tính sao? Tính sao ai biết tính sao? Trời ơi, nói cái gì mà lạ vậy bà. Đọc thơ của người ta rồi á thì bà phải mau mau đi gửi thư gái đặng mình trao tay cho anh Rô tường mọi lẽ Ngọc vẫn ngày xù. Ngọc Lan hơn viết thơ trả lời bởi vì anh đang mong nóng lòng muốn biết muốn biết. Ngọc hồi âm chuyện này á, mình có nói á, mà anh cũng không có dám. Bởi vì anh sợ má của Ngọc không có ưng. Nếu mà anh Rô sợ gặp má mình á thì dù cho mình có thương ảnh mình cũng đâu có dám làm gì được. Tất cả mọi chuyện á đều do má mình quyết định mà. Má bảo làm sao á thì Ngọc nghe vậy à. Chứ Ngọc đâu có dám cãi. Vậy hả Ngọc? Ừ? Nói vậy bồ cũng có thương anh Rô hả? Thương thì có thương. Mà yêu thì Ngọc không biết. Trời ơi bà ơi bà. Bà thương tức là bà yêu rồi chứ còn gì nữa nó không biết. Chắc không phải đâu chị Lan à. Sao không phải? Bởi vì Ngọc nghe nói á, khi mà yêu á, mình luôn nghĩ về người mà mình thương nè. Đúng rồi. Mình quý nè. Còn anh Rô á, mình có bao giờ nhớ tới ảnh đâu.
Nhiều khi gặp ảnh mình còn không muốn biết ảnh là ai nữa kìa. Trời ơi, sao Ngọc vô tình dữ Ngọc. Ừ, bởi vậy Ngọc mới nghĩ chắc không phải Ngọc yêu đâu. Thôi thôi, lá thư này Ngọc xé nha. Trời ơi, sao xé thư tình của người ta vậy? Trời ơi, chứ để làm gì, lỡ má Ngọc bắt gặp hả? Trời ơi, má Ngọc đánh chết, xé cho chắc ăn, khỏi sợ phải ăn đòn. Rồi giờ tôi nói làm sao với anh Rô đây? Thì như Ngọc đã nói á, cứ gặp má đi, má mình á, nếu mà má mình bằng lòng á thì mình sẽ ưng thôi à. Mình sao cũng được á. Thôi được rồi, để chuyện này mình sẽ nói lại với anh Rô. Ngọc nói nghe nè. Ừ? Còn cái chuyện tối nay tính sao? À, cái vụ liên quan ca nhạc đó hả? Ờ. Tôi chớ thuộc bài ca. Ráng bữa nay học đi nghe. Có 2-3 câu mà cả tuần không thuộc là sao? Mắc lo nấu cắm heo, sắt chuối, với vớt bèo nữa. Ban đêm còn phải lo mai nè. Ba cái đồ Tết á, trời ơi, thì giờ đâu còn mà học. Bởi vậy bà dở ghê. Phải vừa làm vừa học. Bài ca của tôi hen, tôi thuộc như cháo vậy đó. Vậy tôi phải ráng học mới được chứ. Không biết làm sao lúc này đầu óc của tôi tối hù ha. Là do yêu đó. Yêu mà cái dòng tương tư á, khổ lắm. Không dám đâu. Mà nè, tối nay tôi với chị phải xuống nhà của chú Năm, nhờ chú vợt lại cho chắc ăn mới được. Đồng ý gấp. Ca làm sao cho khói quên bài, ca làm sao cho khói đắm hơi. Lần đầu vượt cho kỹ, phải vượt cho chắc ăn nghe bà. Đó, mày nghe hai đứa tụi nó nói chuyện không Rô? Tối mai tụi nó lên sân khấu, còn mày thì sao? Cháu lúc này ca cũng đỡ lắm chứ. Đỡ là sao? Thím Sồi bán chà phô kế bên nhà cháu á, thím khen cháu ca giống ếch kêu rồi đó. Vậy là không được. Sao vậy? Tối nay mày phải qua nhà tao, tao luyện lại cho. Bác dạy được hôm đây à? Không sao đâu, tao nói được mà mày. 2-3 gánh hát ở trên Sài Gòn mời tao lên làm đạo diễn nè. Tại tao chê lương ít, tao không thèm lên nữa chứ. Mày phải ráng chứ, để con Ngọc nó qua mặt mày thì mày hết hy vọng á nghe mày Rô. Sao cháu thấy con Ngọc coi bộ không có cảm tình với cháu? Không cảm tình là sao? Cũ mắng cháu hoài à. À, vậy là nó thương mày đó. Thương gì mà mắng? Chớ sao, con gái nó thương mình, nó mắc cỡ, nó đâu có dám nói nó thương. Nó mắng, nó chửi không đó. Cái đó kêu bằng mắng yêu, chửi yêu đó mày. Bác Tám à, hồi đó bác Tám có bị bác gái mắng yêu không? Không chỉ mắng yêu thôi. Chọc bà hả? Bà chửi tắt bếp á. Vậy mà giờ này bà chửi, bà cứ chửi, bà mới dành cho tao cả chục đứa con á chứ này. Bị bà mất sớm bà phải còn dám thêm chục đứa nữa à. Bác Tám, rồi chừng nào bác dạy cho cháu? Tối nay mày nhớ bác đem qua con gà giò tặng tao cúng tổ, phải không? Có cúng tổ mới học mau thành tài, nhớ nha mày. Dạ cháu nhớ. Nhà cháu thiếu gì gà cháu sẽ bắt qua liền. Nhớ đem kèm một chai rượu đế nghe chưa. Cúng mà không rượu tổ đâu có gì. Miệng bác giúp cháu đến nơi đến chốn thì một bầy gà cháu cũng chơi luôn. Mày tin tao đi, sau khi học với tao là đám con cái nó chạy theo rành rành. Dạ thôi con về, tối con qua. Ngọc ơi, Ngọc ơi, Ngọc. Ngọc có nhà không Ngọc ơi? Ai đó? Ủa? Cháu Lan hả? Dạ con nè. Cháu tìm con Ngọc có chuyện gì không? Dạ bị cháu tính qua rủ Ngọc á cùng đi vượt ca, đặng chuẩn bị cho chương trình văn nghệ sắp tới ở xã mình đó bác. Ủa? Nói vậy rồi hai đứa không có hẹn với nhau sao? Con Ngọc nó mới vừa đi nè. Ủa? Nó nói nó qua nhà chú Năm Đần Kiềm vượt ca gì đó. Có phải bay cũng vợt bên nhà chú Năm không? Dạ phải. Vậy bây giờ qua đó đi,
Đi nhanh nhanh là cũng chừng đuổi kịp nó đó. Rồi rồi, thôi để con qua bển con giật. Thôi con đi nghe bác. Ờ, bay đi. À, à bác Sáu. Cái gì đó? Bị gì? Con có cái chuyện này con muốn hỏi bác mà không biết bác nghĩ sao. Rồi không biết là bác có chấp nhận không nữa. Chuyện gì? Chuyện gì thì mày cứ nói đi. Mày đừng có ấp ba ấp úng như gà nuốt dây thun vậy đó. Kỳ lắm. Có chuyện gì thì mày cứ nói thẳng ra đi. Không? Thì vậy nè. Giả dụ mà như có một người nào đó đó bác, mà tỷ dụ mà thương Ngọc rồi muốn cưới Ngọc về làm vợ, bác có đồng ý gả không bác? Gả chứ, gả liền. Mà người đó là ai? Mày nói tao nghe coi. Dạ người đó là... Người đó là ai? Là... Trời ơi cái con nhỏ này, sao bữa nay thiệt là lạ lùng. Ăn nói ấp úng ấp ba, người sao nói ra cớ chi bay lại nói mà không tôi. Bay nói ai thương con nào, bay phải nói cho rõ ràng ai phải làm con gái nhà tao. Nó có biết đần biết hát gì không? Thưa không bác ơi, anh không biết ca nhưng được cái tài siêng năng nè. Thân trai anh sai giỏi giang, trông sang trẻ tuổi mà còn đẹp trai nữa. Nếu ân xin bác cầm chân cho ảnh làm rể nhà ta. Làm rể tao phải biết hát biết ca thật hay, bằng không tao đâu có thèm ân. Tao đã tuyên bố rồi, ai biết ca biết đần tao gả liền tay. Bác Sáu, sao bác kén rể gì mà lạ dữ bác? Phải chăng là bác muốn gả con Ngọc cho kép hát? Trời ơi, nếu mà nó lấy được kép hát là nhà tao có diễm phúc lắm mày. Nói thiệt với mày á, tao mê cải lương quá. Có được một con rể làm kép hát, coi cải lương khỏi tốn tiền. Thẻ. Bác Sáu tính kỹ ve luôn. Nhưng mà con sợ bác tính quá không qua trời tính bác ơi. Bây nói vậy nghĩa là sao? Thì vậy nè, bác kén rể quá, không chừng á bác gây khổ cho Ngọc á, để Ngọc trở thành gái già. Tội nghiệp cho anh Rô thương người yêu mà chỉ biết nhìn người yêu chết mòn trong cô độc. Ta nè, chết cha, trời ơi, sao nói tuột ra trơn hả? À, dạ. À, thì ra nãy giờ mày cố ý hỏi dèm tao phải không? Để mày làm mai làm mối con Ngọc cho thằng Rô đó phải không? Dạ. Không dễ đâu ngang con. Nè, mày có gặp thằng Rô đó mày nhắn lời với tao nói nghe chưa? Mày nói nó đừng có đeo đuổi con Ngọc nhà tao. Tao không có gả đâu. Nếu nó muốn được vợ thì cố mà học ca đi, học hát cho thiệt giỏi đi, mà phải hát cho thiệt hay nữa. Bằng không hả, tao cho gài số ve là vừa. Dạ. Thôi, đi lỡ đằng chú Năm đần kìa mà vợ ca đi. Đừng ở đây mà nhiều lời lắm chuyện nữa con. Dạ. À nãy giờ nói chuyện với bác mà con quên. Thôi à, con đi lại đằng chú Năm vợ ca nghe bác. Bác ơi, con nói này nghe chút xíu thôi nghe bác. Dạ, nhiều chuyện nữa gì đây? Mà tí dụ mà anh Rô mà anh biết hát á là bác sẽ gả Ngọc cho ảnh phải không bác? Chuyện đó để hạ hồi phân giải, không phải chuyện của mày. Dạ, vậy thôi con đi ha. Chào bác ha. Cái con nhỏ này bữa nay nó sinh tật lắm rồi đó nha. Uống ít ly nữa đi bác Tám. Mày rót hoài có môn tao nằm chứ đờn địch gì nổi. Có rượu vô chừng nào bác đờn ác chừng ấy nha. Mời bác. Ở thành phố xách cây đờn đi một buổi là có 50-70 ngàn. Còn ở dưới này dạy muốn học máu có 2-3 ly rượu. Cầu danh bất cầu lợi mà bác Tám. Mày nói đúng. Tao nói giỡn chơi chứ nói thật. Cái nghề đờn ca là cái nghề phong lưu tài tử. Nó làm đẹp cho tâm hồn, nó làm cho con người ta trở nên phóng khoáng, lạc quan yêu đời, nhân hậu. Không nên đem cái nghệ thuật cao quý này mà làm cái cách sinh nhai.
hay là học lớn vài ba câu, vài ba bản rồi vỗ ngực xưng ta đây là danh cầm đệ nhất. Nhưng thưa bác, nếu nghệ sĩ không có tiền thì nghệ sĩ sống bằng cái gì hả bác Tám? Sống bằng tài năng, bằng đạo đức. Nếu mày có tài năng thì nhất định mày sẽ có luôn sự nghiệp. Còn nếu mày chỉ có đờn hoặc quẹt thì chỉ có đợt ăn đám dỗ mà thôi. Còn có tài năng mà đạo đức mày lại không có, kết nhóm kết bè nịnh nót a vua, bài đặt đờn ca để có dịp say sưa. Cháu sẽ cố gắng để trước là cho bác Tám được nghe vui, sau nữa là má cô Ngọc khỏi chê. Có thằng rể gì mà ca hát rất ngoe. Tao thì ráng dạy, còn mày thì ráng học luyện giọng ca. Nếu mày không xuất sắc như người ta, mày cũng làm vui lòng cô bác gần xa. Có học phải học đến nơi đến chốn. Để tao kể cái chuyện đời xưa cho mày nghe nha không. Hồi xưa có một ông vua ông khoái nghe đờn lắm, mà ông chỉ khoái nghe hòa tấu à. Mỗi lần hòa tấu có một hai chục người đờn, nhiều anh đờn quạt quẹt vài câu dây chạc không có ăn, đờn sống nhăn sống nhít cũng nhào vô đờn để mà kiếm ăn á. Thì sau khi mà ông mất, ông vua lên ngôi, ông này lại khoái nghe đờn độc chiếc, làm ba thằng đờn xạo đâu có dám nhào vô đâu. Tao dặn mày, mày muốn thử coi anh nào đờn giỏi dở gì đó, mày biểu anh đó đờn một mình à, cầm luôn cái sông lan gõ cốc tóc vậy nào. Tao dám ca với mày, nhiều anh dám ớn lắm à, trốn mà không dám đờn á, cho mày biết à. Chuyện bác Tám kể nghe thiệt là độc đáo. Bây giờ bác Tám làm ơn giật cho cháu ca nha. Mày ca bản gì? Cháu ca giọng cổ. Giọng cổ mày thuộc lòng chưa? Dạ chưa, nhưng cháu cầm bổn. Được rồi, nghe kỹ dây chạc rồi ca. Đừng làm như thằng kép ở trong gánh hát hôm nọ. Dây một nơi nó ca một nẻo trất quớt à. Vậy mà cháu nghe nói tiền lương của anh đó hả? Một đêm tới 300.000 đó bác Tám. Bởi vậy gánh hát đó mới rã. Thôi ca đi. Cháu ca bài ca mới nghe bác Tám. Công chúa ơi, công chúa là người của cung điện vàng son cành vàng lá ngọc. Thì lưu luyến làm chi kẻ bần dân đói cơm thiếu áo, góc biển chân mây đầu đường xó chợ vất vả, lang thang không cửa không nhà không vợ không con không tiền không bạc không. Nên dịch giật mày. Sao bác? Mày ca giọng cổ hay là mày đọc thần chú à? Ca giọng cổ. Ca thì từ từ ca cho nó tròn dành rõ chữ, cho truyền cảm ngọt ngào. Ma bắt mày ha hà bá rượt mày, mày làm gì mày ca thấy ghê một hơi chạy giặt vậy hả? Dạ cháu bắt trước. Bắt trước là bắt trước cái hay cái đẹp, chứ ai mà bắt trước những cái thứ tầm phàm ba láp. Thôi để cháu ca bài khác. Nghe kỹ dây đờn nè. Rồi ca đi. Trời đất ơi, trời đất ơi, tại làm sao, tại làm sao mà tôi đi... Ý? Cái gì mà kêu trời kêu đất rồi lại tại làm sao? Tại làm sao hoài vậy anh Rô? Trời đất ơi, nãy giờ cô Ngọc rình nghe tôi học ca phải không? Ai rình anh hồi nào, đứng nghe đàng hoàng à. Giọng anh cũng ngọt ghê chứ, có điều hơi sống. Trời, ngọt mà sống. Ngọc à. Dạ. Tao nghe bà con nói lúc này bay ca khá lắm nghe không? Tao bay ca một hai bản tao nghe coi, cho thằng Rô thưởng thức luôn à. Không có được đâu bác Tám à, cháu đàn mày gấp đồ cưới mà,
đi ngang á, nghe anh rô anh ca, cháu mới vào nghe len. Thiệt, anh ca mùi hết sức vậy đó. Thôi mà em, cô Ngọc đừng khen, làm tôi quê quá chừng. Bác Tám thấy tôi ca rớt nhịp hoài, bác đòi đập đờn lên đầu của tôi. Coi vậy chứ nó rất là sáng dạ, mới mấy ngày họ giao với tao, mà nó ca được một lớp xuân tình với một bài Tây Thi. Nó nói là ráng sao cho thành một nghệ sĩ vườn à, để được một bà bá gả con. Bà nào gả con cho anh Rô vậy bác? Mà không biết hả? Má này à? Ơ? Không phải đâu bác Tám ơi. Ê, cô Ngọc. Em Ngọc. Dạ kính thưa quý ông, quý bà, quý cô cùng quý bác thân mến. Trước khi bắt đầu vào buổi live hôm nay, tôi xin giới thiệu bác Tám Kỳ. Xin có đôi lời với bà con, cô bác. Xin cho một chàng pháo tay thân thương ạ. Dạ, chào các anh, chào các chị. Rè quá Kỳ ơi. Chào các em, các cháu. Không còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. Năm nay trong xã mình ai nấy cũng làm ăn khấm khá, trúng lúa, trúng dưa hấu, trúng heo, trúng vịt, nhiều anh chị giàu to. Cho đến ba cái vụ nuôi tôm càng xanh cũng hốt bạc khỏe re. Vậy để xả hơi một năm làm lụng vất vả và cũng chuẩn bị đón mừng năm mới. Mấy đứa em cháu tụi nó rủ tôi tổ chức buổi liên hoan văn nghệ bỏ túi hôm nay để gọi là giúp vui cho tất cả bà con trong xã. Ai 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 khoan cho mày uống một ly nè. Rồi, cảm ơn. Tình cảm. Dạ, cũng xin nói rõ, đây là cuộc liên hoan, không phải là cuộc thi nên không có giải thưởng. Dù vậy, tôi cũng xin đóng góp phần nào bồi dưỡng cho tất cả các anh chị em và các cháu có mặt hôm nay một bữa cháo gà. 8 con gà mái dầu cộng với 2 con vịt xiêm. Hai, được rồi. Đây, tôi xin góp thêm 10 con cá chép, mỗi con đúng 1,5 kg đó. Oh, vậy là quá tài rồi. Hoan hô anh Mười. Để bà con khỏi chờ đợi, phần văn nghệ xin được phép bắt đầu. Tôi xin nhường lời cho... Dạ nhường không phải, nhường cái micro. Ai? Nhường cái micro ô bẹt lưa cho anh sướng ngôn viên tên là Ba Mẹo. Dạ, Ba Mẹo xin kính chào quý cô bác. Dạ kính thưa bác Tám, kính thưa bác Sáu, kính thưa Dượng Hai, kính thưa Mợ Tám, kính thưa dì Út, kính thưa... Ủa mà ai quen ta? À, kính thưa cậu Út. À, dạ cậu Tư. Dạ, kính thưa... Thôi ông nội, vắng tắt thôi. Kính thưa hoài hết cái xã này chắc tới Tết quá. Dạ, nói nhiều còn hơn là bỏ sót. Dạ, bỏ sót sợ mấy ổng mấy bả giận chết. Dạ, tóm lại. Dạ, kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình hôm nay, cháu Ngọc sẽ trình bày một lớp tân cổ giao duyên với chủ đề Lá Trầu Xanh. Qua thu rụng rơi hoài bên bờ sông lạnh, em đem lá thu rụng một ngày thu tàn hiu quạnh. Khung trời mưa buồn buông lạnh, ngơ ngàng dưới bên cống rào, nhà anh đang nói cười rộn ràng. Em hỏi thăm hay được đây ngày tân hôn, ngày vui mừng tân hôn có anh với người mến thương. Thôi rồi lỡ làng lỡ duyên, áo em lễ sầu tắm quen lỡ câu
lời đoan thể sao đành quên mau. Ai thúng trầu xanh còn nặng quằn trên đôi vai bé nhỏ, nhưng gánh tình chung đã gãi đổ từ vui vậy cùng duyên mới. Em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi, muốn quay về cho khỏi thấy cảnh gai mặt trái tay, nhưng sao chân dạ còn mong ở lại. Trời ơi nỗi khổ đau của một người con gái, 18 xuân xanh đã mang mối tuyệt tình. Hay quá con ơi, hay quá. Ê Kỳ, đi vô ly nữa mày. Tại sao vô? Mẹo lại. Vô mẹo. Trên đường về lệ chảy gót chân quay, trên bên cũ con đường sao vắng bóng. Đò ơi sao không xót thương một người vô dòng, lại vội vàng tấp bên sang ngang. Mưa hay lệ rơi hoài trên áo, gió quyện ngàn xa pháo trên sông. Thu về rụng lá trầu xanh rụng lá tình anh hết rồi. Một gánh trầu còn quằn quại đôi vai, như gánh nặng hoài muôn vàn kiếp. Mưa rơi lạnh buốt khung trời, anh phụ em rồi em biết tin ai. Ôi trời ơi, ta này cái giọng ca gì đâu mà nó ca y như vợ tôi hồi nhỏ vậy, nhức nhối mà. Ây giờ vô ly. Ủa thằng mẹo đâu mất tiêu rồi ta? Mẹo đâu rồi mẹo? Mẹo nè. Trời ơi mày làm gì mày khóc rồi mày? Nhớ vợ quá à. Trời ơi mày nín mày giới thiệu chương trình tiếp rồi mày. Ngọc quá. Ngọc ơi, cháu không phải là Ngọc thường, cháu là Ngọc trong đá. Cháu đã giúp chú nhớ lại chuyện tình của chú ba mẹo đây và cô tư chùa. Một lần nữa xin phép bà con để tôi được bo cho cháu Ngọc thêm một tràng pháo tay nữa. Mày mày lại. Dạ cảm ơn. Giới thiệu lại đây. Dạ. Tiếp theo chương trình, dạ là bản Hà Nhật Quân Tái Lai do cháu Nguyễn Thị Đẹp, tức là tự xưng danh Kiều Thanh Tố Lan trình bày. Đây xin mời cháu Kiều Thanh Tố Lan. Lan. Và đặc biệt người múa phụ họa là ba mẹo tức tôi. Nghe tiếng đàn mà lòng xao xuyến, ai gửi trao tâm sự đêm buồn, che mắt quyền từng dòng lệ tuôn, cho nỗi đau nhớ nhung triền miên. Đêm cuối thu mờ màng ánh trăng, nơi chốn xa người có nhớ chăng? Ôi nhớ khi mình xa nhau chút ân tình, đổi trao từng cung ai quán ngồi bên em ni non tròn lòng heo. Cành lá sắc sơ ai gửi sầu vào từng dây tơ, cho từng vung đàn chìm vào giấc mơ. Yeah.
ơi, ca hay quá, múa đẹp quá. Dạ, cảm ơn cháu Lan giúp tôi biểu hiện tài năng của mình. Và lưu chương trình hôm nay là em Năm Rô với bạn vọng cổ Tần Quỳnh các bạn. Đây, xin mời em Năm Rô. Em Năm Rô. Trời đất ơi, trời ơi, thằng Rô đâu rồi trời? Rô ơi, Rô. Mày kêu tới sáng cũng không có nữa. Năm Rô rồi, nó đi theo Sáu Bích rồi. À, trời ơi, trời ơi, trời ơi, lâu quá rồi. Đi kiếm đây, kiếm nó rồi. Kiếm, dạ, kiếm cái gì bà, kiếm nó khớp nó lặn rồi. Dữ vậy, tới ai? Tôi. Chú hả? Tôi xung phong. Được không kỳ? Không có Rô thì Tám Kỳ xung phong thôi. Được không? Tám Kỳ à... Bác ơi bác, bác ca bản gì vậy? À, để ta coi ta ca bài gì nhớ không? Bàn nhậu có ly tách thôi, đâu ca bài ly tách. Dạ, xin mời bác Tám Kỳ với bài hát ly tách. Đừng làm mất mặt nha. Ly tách, bình nhậu ly. Ly tách, nhậu ly bình. Ly tách, bình nhậu ly tách, tách ly. Ly bình. Ly nhau tách ly bình. Ly tách bình nhau ly bình tách ly. Bình ly tách ly nhau. Ly bình nhau ly bình tách ly. Tách ly bình ly tách ly. Tách ly bình ly tách ly. Bình ly tách ly tách ly nhau bình ly nhau. Bình nhau tách ly bình nhau. Hey, hay quá. Bình tách mà không có rượu gì hết trơn. Quang hô. Quang hô cái con khỉ. Cho tao làm bản coi nè. Bữa nay bác Sáu gái chỗ tài bà con ơi. Tao nghe anh Tán ca ca phát thanh tao ngứa cổ vậy đó được không? Dạ. Vậy mà hồi nào giờ con chưa nghe bác Sáu ca vậy hết. Bác Sáu giấu nghề phải không? Giờ bác Sáu hát bản gì bác Sáu? Hát nhạc ngoại quốc được không? Nhạc ngoại quốc. Ca tiếng ngoại quốc luôn mày. Được không? Hết sảy mà mày. Quang ơi. Đơn đi tụi bay. Đơn in chô vô đi. Lộn bánh, lộn lầu, mình lầu thao thấu cũng suy phụng bác giàu. Thù trung liêu, xây căng trình, quanh chập thâu, thâu giải kim theo lầu. Cuộc đời vui, cuộc đời buồn, nào ai hay biết cho đâu là bên bờ, niềm hạnh phúc. Dòng đời trôi cuốn ta qua bao ngàn nhau. Quang hô, Quang hô bác Sáu, Quang hô. Hay, hay. Bác Sáu ca hay quá, bác Sáu. Hay hay. Ôi bác Sáu ơi, già mà ca còn phê quá. Ê, tới tôi. Bác. Cho tôi xin làm một bản. Bác ơi, bác đọc, bác hát được không? Ai sao không được, mày khi dễ tao hả? À? Dạ, cháu đâu có dám khi dễ bác. Có điều cháu thấy bác xỉn quá, cháu sợ. Mày sợ gì? Tao xỉn mà tao xin ca là tao chưa xỉn. Nếu tao xỉn mà tao đốt nhà mày mới sợ. Phải không? Dạ. Nhà nhạc đâu? Đơn đi. Khoan bác ơi, bác. Hả? Nhưng mà bác hát bản gì vậy? Bản gì kệ cha tao. Tao biểu đờn là cứ đờn. Đờn mà hỏi trước là dở. Đừng mày. À, dạ. Sai chưa trai mấy ngồi đậu bà con chê mình sai. Sáng ra vừa thức dậy vô gia ly. Bà con chung nhau chơi cười. Trời ơi. Sao mình lại cứ sai. Nhiều khi tới buông âu đầu. Nhưng rồi là cứ sai. Dài hả? Hay quá. Bác ơi hay quá. Ê, dạ. Hay không? Dạ quá hay. Dạ, bác xuống giùm mi cho xin lại cái micro. Chưa.
Tao ca bạn nó ngắn. Bác ơi xuống giùm đi bác. Không, đừng em tài tao. Bác hát bài gì? Tao ca giọng cổ mà. Trời ca được không? Trời ơi, nghề ruột á con. Vô. Bắt đầu. Bắt đầu nha. Trời văn quá. Ai nguyệt tu nha. Cái tên mà đã 6 năm qua nó chỗ bọng thu nhi. Có con chó nào dưới kêu lên tao coi. Hai ba con kìa. Ôi trời ơi, cái chó chi? Kiki. Trời ơi. Tụi tôi dìu xuống, dìu xuống. Chừng nó quấy tùm lum bây giờ. Trời ơi, lẹ lên. Dạ, xin lỗi bà con cô bác. Dạ. Mèo. Dạ. Sao? Coi xong chưa? Giới thiệu cho tao hát chứ coi. Dạ, có liền. Dạ, bác Bảy muốn hát bài gì bác Bảy? Tao hát tân cổ. Tân cổ hả? Ừ. Dạ, bài gì bác? Bài Qua cầu gió bay. Dạ. Hát nhạc trước nha, vô dùng cổ sau ha. Dạ. Mày giới thiệu nghe mèo. Dạ. Giới thiệu đi, tao ca cho nó sung nghe. Dạ. Rồi, bác Bảy yên tâm. Con giới thiệu liền tay đây nè. Dạ, kính thưa bà con, cô bác. Để cho chương trình vào ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến bà con một giọng ca có 102, một giọng ca từ lâu nay im hơi lặng tiếng, một giọng ca giờ đây đã lên tiếng hét. Một dạ xin lỗi, dạ bị nó lẹ quá, nó lẹo lửa, dạ hát chứ không phải là hét à. Dạ, một giọng ca từ lâu đã lên tiếng hát, đó là giọng ca của bác Bảy qua bài tân cổ Qua cầu gió bay nhạc. Thôi, một câu cũng đủ làm mà tôi ngất ngư rồi. Chị mà ca hết chắc tôi đai quá. Thôi xuống đi, nhường chỗ cho tụi nhỏ nó hát đi. Đứa nào đăng ký hát rồi, lên hát rồi đâu bay ơi. Dạ, có con. Ôi, Nga hả con? Dạ. Hát cái gì mèo giới thiệu cho. Cô Nga,
Cô hát bài gì? Nói tôi giới thiệu đăng ký giùm cho. Dạ nãy giờ em thấy mấy cô mấy bác mấy anh mấy chị hát cờ em nôn chết. Dạ em cũng hát ca cổ. Bài gì? Bài Thoại Khanh cho Tuấn. Nói vậy dạ. Thoại Khanh cho Tuấn. Chà, cái bài này hay ấy nè. Hát rồi con. Dạ. Bác Bảy ơi, bác đóng vai mẹ chồng con nha. Ủa hát có diễn tuồng nữa hả? Được, tao nhận liền ha. Bây giờ mày cổng tao ha. Ê trời đất ơi, con cổng bác hả? Thôi, không nổi đâu, gãy xương sống chết. Tờ cái tướng bà như con voi vắt nhỏ cổng chắc cúp qua. Đúng rồi bác. Đất ơi, cổng sao nổi được đây. Bà cứ đi bình thường để cho nó dắt là được rồi. Thấy không? Thôi hát đi, hát lại đi. Bà con muốn buồn ngủ hết rồi kìa. Diễn không biết hay không mà sao sắm tuồng lâu quá. Rồi, chờ 5 phút tôi quá trang rồi hát liền nha. Trời ơi. Hả? Còn quá trang chứ nữa hả? Chán hết sức rồi nha. Chú mẹo cho cháu mượn cái micro một chút. Đây nè. Ê, khoan, để chú chùi lại cái đó. Nãy giờ nhiều người hát quá. Nè. Alo, 1-1-1-2-2-3-4. Dạ kính thưa bà con cô bác. Dạ hồi nãy giờ con thấy bà con cô bác làm dữ quá, con cũng nôn. Bây giờ con là đạo dường. Dạ con xin góp mặt. Con hát có gì bà con cô bác cũng ráng khen tặng. Dạ con chạy vô quá trăng cái đã. Lẹ lên đi. Rồi, ra rồi. Ai nức nở dòng nhạc sầu dương theo chiếc lá lạnh lùng rơi đang làm chi buồn lắm Thoại Khanh ơi ta ra sức bồi hồi sao người thương cấp cả bốn phương trần. Hay quá trời ơi, vui quá chết nữa con tim rồi. Mẹ ơi, đôi mắt của con nay đã mù rồi, chiếc tì ba chung dây lăng phim vẫn ngủ hoài theo những giọt mưa rơi. Công nhân chiếc lá vàng bay giữa một chiều thu trên đường về biên ải. Nhỏ này nó có bị sức mũi không mà nó ca kỳ quá. Không phải sức mũi, sức môi. Bác Bảy ơi, sao đóng dây này nhắm mắt hoài tối vui à? Cho con mở mắt hí hí nghe. Trời ơi, đang hát sao bị nói chuyện, nhập dây đi. Dạ. Đang kêu tinh tịch tình tan, tiếp nay công mẹ tìm chàng chàng ơi. Tờ ngài khâu khổ lè đôi, lệ em như thể lá rơi bên đường. Muốn dầm tìm nhau cho vẹn chứ càng thường. Mẹ già nua mai đầu sương đêm trắng, nó mỏi mòn bao tâm càng buồn tim. Tìm anh như thể tìm chim, chim bay điện bắt em tìm biển Nam dầm đường cát bụi. Ráng lên. Chết mẹ rồi. Hát tới đây quên rồi. Bác Bảy ơi, nhắc con tới đây rồi sao nữa? Thì để tao ca chứ. Thôi không có được, chỗ này chỗ của con mà. Đúng rồi.
lão vợ chồng em dữ dàng tàu thang. Đêm quay tơ như ánh trăng loan, ngày mưa nắng bão tầng núi mẹ. Có ngờ đâu đất măng sông dây, em phải bỏ quê nhà cầm mẹ đời chân. Giáo vàng cắt thịt máu tuôn, thành tâm nuôi mẹ thành thần chân đi. Kẻ trai cộng mẹ ra đi, tròn câu hiếu đạo sáng đi cơ hàng. Hay quá, hay quá Ngà ơi, hay quá con ơi. Lên tặng bông đi, tặng bông cho bà coi. Lên lên lẹ tặng bông đi hết giờ. Sao không ai tặng cho tôi hết trơn á? Nè, tặng cho bạn cành bông bụp nè. Cảm ơn Tám. Bác Tám. Ai đó? Thằng Rô hả? Dạ. Mày tệ quá. Sao đem giới thiệu rồi mày lên hát rồi mày lặn mất tiêu rồi mày? Cháu thấy cô Ngọc hát hay quá, cháu ngán. Nếu mày ngán thì mày mất vợ á. Ủa, sao vậy bác Tám? Ấy, sao rồi mày sẽ biết? Cháu nóng ruột quá à, bác nói cho cháu biết liền đi. À, hay là cháu mời bác vô quán đằng kia làm sương sương vài chai bia rồi nói chuyện. Làm vài chai bia? Dạ. Tiền ai trả? Cháu mời thì cháu trả chứ ai. Bác sao lo quá à? Tao bị mấy lần nên tao tởn rồi. Cái hồi tụi nó mới mời tao vô, tụi nó làm mà sao mà tụ quá chừng. Kêu toàn là bia lon, thuốc ba xô, hút tùm mà lâm. Lát sau tụi nó len len kêu qua nhau rồi trốn mất. Còn tao một mình, tao qua phải móc tôi trả tiền chua ghê. Bác Tám, nhưng cháu có tiền, cháu trả mà. Nói giỡn chơi với mày cho vui thôi. Để bữa khác, tao đi nha mày. Bác Tám có kế gì giúp cháu đi bác Tám, cháu khổ lắm. Bộ mày muốn vợ dữ lắm hả Rô? Dạ muốn, muốn kinh khủng luôn. Mày làm giống tao hồi nhỏ quá. À, giúp mày hả không? Dạ. Được rồi, để tao tính cho. Ý kìa, ai như Ngọc tới kìa. Hả? Bây giờ mày nằm xuống đi. Nằm xuống chi vậy bác? Kỳ quá. Ấy, đừng có hỏi, mày nằm mau đi. Ngọc, Ngọc ơi Ngọc, Ngọc. Dạ. Gì đó bác Tám? Lại đây mau mau. Có người xỉu là lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, ai vậy bác Tám? Thì tao nói là thằng Rô này nè. Trời, anh Rô, anh sao vậy? Trời đất ơi, nó trúng gió. Mới ngồi nói chuyện với tao đàng hoàng, tự cái té ngửa trợn mắt méo miệng à. Hay là mày ở đây mày coi chừng nó nha không? Tao chạy u ra ngã tư đằng kia, tao kiếm thuốc giật kinh phong mà tao đổ trong họng cho nó nha không? Nè, dạ. Nghe tao dặn nè. Dạ. Nếu thấy nó có bất tỉnh lâu á, mày ngắt cái cọng cỏ, mày rái cái lỗ mũi nó, vậy là nó tỉnh liền à, nghe chưa? Nhớ lời tao dặn nghe chưa? Tao đi à. Khoan khoan, bác Tám, bác Tám. Trời ơi, anh Rô ơi, anh sao vậy nè? Tỉnh lại đi anh Rô. Làm sao cho anh tỉnh bây giờ? Chưa chịu tỉnh nữa. À, nhớ rồi. Ngắt cỏ, rái lỗ mũi. Mệt quá. Có cái gì cho tôi dựa lưng một chút. Mệt anh quá. Anh muốn dựa hả? Có gốc cây đằng kia kìa. Gốc cây cứng ngắt, dựa gì? Ngồi xích lại cho tôi dựa một chút đi. Ê, đâu được nè. Không được thì tôi chết. Kỳ quá à. Nè, dựa đi.
êm quá. Quỷ nè, coi chừng người ta thấy. Khỏe chưa? Khỏe rồi. Khỏe rồi thì ngồi xích ra đi. Ngọc ơi, tôi khổ lắm. Nín đi đừng khóc. Đừng khóc sao được. Má em không chịu gả em cho tôi. Má em nói tôi không biết ca. Sao anh không chịu học? Có chứ. Tôi học hoài mà ca không có được. Bởi vậy đêm hôm tôi mới trốn. Ngọc ơi, nói lén mà nghe, má em bà kén rể kiểu gì cũng ác. Không cần bằng cấp cao hay con đại phú gia, bất cứ anh nào muốn làm con rể bà, anh đó phải biết ca vòng cổ. Thấy chúng bạn đờn ca mình tướng dễ ai dè, khi nhào vô mới thấy khó vô cùng. Bác Tám dạy anh bác nghi muốn nổi khùng. Bác nói rồ ơi, thì tao muốn đập cây đờn này vô đầu mày một cái cho mày chết cho rồi. Ngọc ơi, nhịp nhàng của anh thì lãng quang, làng hơi thì sóng nhích sóng nhăn, vậy mà không biết tại sao anh bị trời đày. Đi bỏ nghề ruộng rẫy chăn nuôi để học đòi tập ca vòng cổ. Chứ cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được chứ bộ. Làm được cái gì mà làm được. Trời ơi, người ta ca thì bồ bên tùm lum, được mời thỉnh đi đây đó, còn tôi thì bị mắng bị rầy. Càng sang đến đâu càng lãng dòng quên lời. Thôi Ngọc ơi, em đừng xúi tôi ca hát. Số tôi nghèo không có khiếu trời cho. Nói thiệt nha, chăn nuôi ai qua được thằng số. Chèo tám bản cũng hay, lái máy cài cũng giỏi. Có tài ruộng đấy để tôi lo ruộng đấy. Tôi tình gì mà bắt học đờn ca. Người ta có nghề nghiệp chuyên môn không chịu, bắt làm cái chuyện trẹo bản hậu kỳ ghê. Mà anh ru, anh cự nữ với ai, anh càng than thở càng không được vợ. Anh biết không, ở đời á biết lai đai văn nghệ thì cuộc đời mới thêm đẹp thêm vui. Con người ta muốn được thành công phải cực lực cố công học hỏi, cũng như anh bây giờ nổi tiếng là một thanh niên giỏi giang nhất xa. Là cũng nhờ cả chục năm tay lắm chân bùng. Thôi kìa, tôi nói nãy giờ anh có nghe không? Sao anh cứ dựa riết vào người tôi hoài vậy? Coi chừng cô bác đi ngang ngó thấy tôi về nhà bà má đập. Đi đâu mà hăng hái vậy anh Tám? Ôi, tôi nói đi mua thuốc cho thằng Rô. Nó trúng gió gần chết rồi. Trời đất ơi, rồi bây giờ nó ở đâu? Nó nằm ngoài bờ á, ở đằng kia kìa. Đâu đâu? Đó. Nó là đâu? Thì đó.
Ngọc à, tôi nhờ mai mối tới nói Ngọc cho tôi, Ngọc bằng lòng không? Má tôi bà quyết định, chứ tôi đâu có quyền. Nhưng mà Ngọc có bằng lòng làm vợ tôi không? Tôi không biết. Tôi gì à? Khoan, Ngọc đừng có gì mà. Thằng khốn nạn, mày làm gì mà níu kéo gái tao mày? Hả mày? Buông nó ra. Mày chạy hả? Mày chạy hả? Mày chạy mày cũng thoát khỏi tao. Mày tao qua mày chạy tới đâu? Mày chạy. Trời, nó dâm xuống sông rồi. Ông bầu. Dạ, phải ông bầu không? Ông ơi. Dạ. À, tôi nè. Còn cô ai vậy? Sao lại biết tôi? Dạ, cháu tên là Lan, dân ở vùng này nè. Cháu mê coi cải lương lắm á. Nhớ hồi năm nẩm á, cái nát của ông bầu về đây hát giúp vui cho bà con ngày nào. Ông bầu mà không ghé nhà, ghé nhà con chơi, con vẫn thường gọt xoài cho ông. Mỗi khi ông đến là ba, má con bắn gà bắn vịt, sẽ phải nhậu cho tới chiều. Cô có phải là con của Tư Heo? Dạ. Ôi, quả là tôi nhớ không có sai, nhớ xưa tôi hát nơi này, cô còn lông nhông bé tí. Nay thì đã lớn thiệt nhanh, ba má giờ vẫn khỏe phải không cô? Dạ, cảm ơn ông bầu, ba má con vẫn khỏe. Ngày nay gánh hát vừa về là ba má con biểu con ra đây xem ông bầu có rảnh không, đặng mời ông bầu ghé nhà con chơi nè. Ông bầu ơi, ghé con. Vậy hả? Dạ. À, để chiều rảnh rỗi tôi sẽ ghé qua nhà thăm ba má và gia đình cô. Dạ. Hiện giờ tôi bận phải lo nấu nồi cháo cho mấy anh chị em trong gánh hát ăn lót dạ. Ủa, ông bầu mà phải làm cái công việc nội trợ này, bộ không có người nấu hả? Có, chứ sao không có. Có con bà làm tổng khẩu, nhưng bà bệnh thành thử tôi phải làm giúp bà. Rồi gánh hát mình mới về tối nay có kịp hát không vậy hả ông? Ông. Để xem tình hình nó thế nào, nếu không có chuyện gì trở ngại thì tối nay gánh hát sẽ hát giúp vui cho bà con luôn thể. Ủa, còn hát cái gánh mình nữa hả? Sao kìa. Còn chớ, anh ta là kép chính của gánh tôi mà sao mà nghĩ được. Ủa, vậy sao con không thấy tên ảnh trên băng rôn treo ở sân khấu vậy? Có chứ sao không có, tên của anh ta to bự hơn tên của những người khác luôn á. Con có thấy đâu, chắc hậu đại quên treo tên ảnh lên rồi. Đó, không có đâu, sao quên được. Tên đó là tên bán vé đó cô ơi. Chắc mắt cô có vấn đề rồi đó. Mắt con vẫn tốt, không có vấn đề gì đâu. Nếu mà ông bầu không tin lời con nói thì ông bầu cứ đi ra xem thử, coi có như lời. Băng rôn ngoài đó chỉ có tên người, Quế Hồng Trường Sinh như Y Tuyết Mai, Giang Tử Yến Oanh. Và tên kép là anh Tài không quen mắt, còn kép chẹp sao chẳng thấy treo tên. À, thì ra cô chưa biết sự thể thế này. Ngày xưa kép chẹp chỉ hát dây hề, sau này chuyển sang hát thế dây bự bởi do thiếu dai. Hát lâu lâu thấy được nên tôi để vậy, giờ đã nổi danh chẹp cũng đổi tên. Tên gì hả ông bầu? Anh Tài. Anh Tài là kép chẻm hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà con đâu có biết. Thì ra là ảnh. Ông bầu ơi, anh chẻm có đây không vậy? À, cô tìm anh ta có gì không? Dạ, con chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Hỏi biết vậy thôi vậy hả? Hỏi cho biết chứ không có chuyện gì khác hả phải không? Nếu không có chuyện gì khác thì tôi nói. Dạ. Anh ta mới vừa đi ra ngoài với một cô gái. Ông bầu nói sao, anh Tài có vợ rồi hả? Đâu có, đâu có phải vợ đâu, bồ thôi. Anh có bồ luôn hả? Trời ơi, không phải có một cô đâu, mà nhiều cô lắm đó. Đâu không? Cứ dài 3 phút là có một cô tới kiếm. Kép hát đổi danh mà, đi tới đâu là con gái bu tới đó. Ý lộn rồi, đi tới đâu là con gái theo tới đó à.
tôi định ghé qua gửi ông bầu bó rau muống, nhưng nghe ông bầu nói nghe khó chịu, tôi ghét cho tôi không cho luôn. Thôi đem về nấu canh tôi ăn luôn á. Bộ tôi nói sai đâu? Rồi rồi rồi, cái điệu này, cái giọng nói kiểu này chắc là có vấn đề rồi. Chị Ngà ơi, có thơ. Thơ của ai vậy? Em đâu biết đâu, người ta mượn em đưa thơ giùm. Ê nhỏ, chưa gì cái đi mất tiêu à. Cô Ngọc ơi, làm ơn cho tôi xin lại cái quần với cái áo thun. Ý trời đất ơi, gì mà có quần áo trống nữa trời. Thơ của ai mà nói gì kỳ cục vậy nè? Xin lại cái áo thun là sao? Cái gì ạ? Cái gì đó Ngà? Má, má coi cái thơ này thì má biết à. Được coi. Gì kỳ vậy? Con Ngọc nó lấy cái quần của ai mà bây giờ người ta viết thơ đòi lại vậy? Con đâu có biết đâu. Hồi sáng á, nó đi chợ về, rồi cái lụt đụt gì ngoài mương vườn một chút rồi đi đâu mất tiêu à. Một lát sau á, con ra sân con phơi đồ, con thấy bộ đồ của ai lạ quắc à. Vậy là con này nó tới số rồi. Nga. Dạ. Mày đi kiếm nó về đây cho tao mau đi. Trời ơi, biết nó ở đâu kiếm á. Ở đâu cũng phải kiếm cho được. Lôi đầu nó về đây cho tao. Má, chuyện gì cũng phải từ từ. Má cứ la lối ồn ào đâu phải là hay đâu má. Chà chà, bữa nay mày dám dạy không bà hả con? Má, con có nói gì dạy khôn má đâu. Con chỉ khuyên má, dù có chuyện gì á thì má cũng phải bình tĩnh nhỏ to. Chứ mà má cứ la hét ầm ĩ hoài à, rồi người ngoài nghe được thì còn chi là thể thống gia đình. Chuyện nhà của tao tao la, mắc mớ gì tới ai mà sợ. Dẫu biết rằng không nhưng mà cũng phải dằn lòng. Vì em Ngọc á, là phận đàn bà con gái, giả lại nó cũng chưa chồng, má đừng làm ầm ĩ không có hay. Nó có lỗi lầm gì thì má dạy bảo nhỏ to, đừng la lối để Ngọc phải tủi hổ cùng bạn bè lôi sơn. Con nghĩ em con cũng đâu có gì hư đốn, má hãy dằn lòng để hiểu rõ thật hư. Thật hư? Thật hư làm sao? Má, con nghĩ chắc là bạn bè gì của Ngọc á, nhờ Ngọc giặt giúp giùm thôi mà. Bộ bạn nó không biết giặt sao mà phải nhờ nó. Mà tao thấy cái bộ đồ này là bộ đồ của đàn ông con trai mà, tại sao lại nhờ nó giặt? Mày đừng có nói nhiều, mày đừng có binh vực cho con Ngọc. Mày mau tìm nó về cho tao. Đi liền. Tìm cho ra nó. Tìm không ra hả, tao đập mày luôn. Má này. Đi. Đi nhanh lắm mày. Đi làm gì chú gì? Cái con nhỏ này thiệt là quá quắc mà. Không la nó hả, riết nó làm lưng à. Ngọc ơi, mày về đây. Về đây mày sẽ biết tay tao. Về đây. Vô đây. Mày làm gì lấp ló rồi đó mày? Vô đi mau. Biểu. Dạ. Quần áo của ai mà mày giặt phơi mày? Quần của ai? Dạ, quần áo của con. Quần áo của mày? Trời đất ơi, bữa nay mày mặc cái quần tây về dày cộm vậy đó hả mày? Còn cái áo mà nó rủ về sao mày? Dạ. Dạ cái gì? Dạ. Nằm xuống đó. Dạ. Chết cha con rồi nghe con. Cái chỗ lông gà đâu rồi? Má, má để cho con nói. Không nói gì hết mày. Con nằm xuống. Dạ. Nè, bọc roi này cho mày nhớ nghe mày. Dạ. Nè, quần tây. Thôi dạ. Tao biểu nằm xuống mới con roi mày, nằm xuống. Nằm xuống. Nè, roi thứ hai nghe mày. Đồ hư. Roi thứ ba, đồ mất nết. Roi thứ tư, đồ ôi da dạ.
Trời ơi, chết tôi rồi. Trời đất ơi, đâu sọt vô vậy cha? Ôi, thì đi thăm chị chứ đi đâu. Chị giận con chị, trời đất ơi, chị làm gì mà chị quất tôi rồi, ngọt xót rồi chị sao? Trời ơi, xin lỗi anh nha, tại tôi giận cái con quỷ sống này nè. Tôi xin lỗi anh nha anh, mời anh ngồi đi. Ngồi ngồi, tôi rót nước tạ lỗi. Mời ngồi. Quýnh cái bầm đen à. Mời anh dùng trà tha lỗi cho tôi. Cảm ơn chị. Anh Tám, anh qua có chuyện gì không anh Tám? Cũng có ít việc. Anh dọn gì á? Tết rồi, dọn dẹp nhà cửa coi phải thế quá ha. Dạ, tôi biểu cái bọn trẻ nó quét tước chân dọn sơ sơ ăn Tết cho nó vui vậy mà. Dạ. Thưa anh Sáu, mất bao lâu rồi chị Sáu? Dạ, ông nhà tôi mất năm nay 8 năm rồi. 8 năm nay chị vẫn ở như vậy? Thì tôi vẫn ở vậy. Chị ở như vậy mà không sao hết hả? Sao? Không sao làm sao? Nè, anh năng nói cho nó đàng hoàng à nghe. Mình người lớn nha, phải có từ ngữ đàng hoàng phải phết chứ không? Không phải ruông tuồng vậy được hả anh Tám à? Thì tôi nói đàng hoàng chứ sao? Tôi muốn nói chị là không có sao là chị không có đau ốm bệnh hoạn nhức đầu sổ mũi gì hết vậy phải không? Chứ tôi có nói gì đâu mà chị rầy tôi. Ủa, vụ đó chứ không phải vụ kia ha. Hmm. Vậy tôi xin lỗi anh lần nữa. Mấy năm nay tôi cũng bình thường. Nhưng đều có hơi hơi sụt cân chút đỉnh thôi. Thưa chị Sáu, cái thằng Rô á, nó cậy tôi đã lâu rồi, nhưng mà không có dịp thuận tiện để mà tôi thưa với chị Sáu. Hôm nay nhân dịp cuối năm, cho nên tôi mới bước qua đây chơi tính cách ông này. Còn Ngọc với thằng Rô có tình ý đã lâu. Thì vừa rồi tôi biểu nó nằm xuống đây, tôi chửi một hồi rồi đập cho mấy cây đó. Thôi con nó lớn, chị đánh chửi mình làm gì? Ôi, cái đồ mất nết hả? Đập cho nó chết cũng vừa nữa. Vì thì gì cũng đợi lệnh mẹ cha, cái thứ bất tùng tôi giết chết không tha. Nhưng con đã lớn, chị cũng nên lo đôi bạn. Trong xã này tôi chỉ thấy có thằng Rôn là giỏi giang đàng hoàng. Đàng hoàng cái gì mấy thằng đó anh ơi? Anh nhớ không? Bữa đó đó, nó dám đứng sát bên con Ngọc, tôi thấy rõ ràng mà. Thì nó đứng gần nói chuyện mới nghe, đứng xa làm sao nghe được. Vậy chứ hồi nhỏ chị không nhớ cái chuyện chị với anh Sáu à? Hai người đứng xa hay gần á? Không dám đâu. Ảnh hả? Ảnh đứng xa tôi cả thước vậy đó. Ảnh mà sát lại gần hả? Gần là ăn bạc tay liền á. Thôi bỏ qua cái chuyện đời xưa đi chị ơi, nói chuyện đời nay cho nó vui đi. Để vài bữa nữa rồi tôi đưa thằng Rô xuống đây ra mắt chị. Còn cái chuyện mà chị gả hay không thì ý chị thôi. Con Ngọc năm nay nó đã lớn khôn rồi, có còn cái lớn để trong nhà mà làm chi chị gả phức cho chị ơi. Rể tôi ba thằng đứa thì làm thợ tiện ở tận trên Sài Gòn, còn đứa rể kế nó làm nghề đông y có tiệm thuốc bắc ở Cà Mau. Còn đứa thứ ba đó là con Ngọc, tôi không muốn gả đi xa tính bắt rễ mà thôi. Thì thằng Rô này nó không mẹ không cha, làm rễ nhà này chị khỏe lắm chị ơi. Nó siêng năng số một, chị sẽ thương như con ruột. Nhưng rễ của tôi phải rành văn nghệ ca cho mùi tôi mới chịu. Cha điều kiện của chị lắm rắm mà sao ngặt nghèo quá ha. Phải biết ca cho mùi mới được hả? Giờ hỏi thiệt ca cỡ tôi được không à? Được chứ, ca như anh nha, cọp nó nghe. Được rồi, tôi hứa với chị ba bữa nữa chị sẽ nghe thằng Rô nó ca. Nó ca cỡ nào lận? Kép chánh Sài Gòn còn kêu nó bằng sư phụ á. Hả? Thank you.
ông bầu. Mua được gạo rồi hả ông bầu? Mà tiền đâu mua gạo vậy ông bầu? Tao thế cái đồng hồ cho bà bán gạo à. Trời đất ơi, thấy thương ông bầu quá à. Trời ơi, tôi nổi ốc rồi. Thôi, mày mà biết thương ai. Sao ông bầu nói kỳ cục vậy ông bầu? Mày nói mày thương tao, sao đem hát chó có vước hơn mày đi theo con nào mất tiêu à. Bao hại tao mới kiếm người thế giai mày muốn học máu luôn. Trời, có cười không? Có đã không? Trời ơi. Ông bầu biết không? Bị con bồ nó mời về nhà, nó làm bữa tiệc từ giả, nó cho uống toàn là rượu đế à. Nhậu mấy ly em quắt cho tới chiều. Chị mày là kép hát không có lương tâm, mày ham ăn chơi làm khổ mấy chục người. Ông bầu nghĩ coi đi, tới đâu cũng vậy, cô bác bà con ai cũng mến thương mình. Bánh trái nè, nước nôi gà vịt đủ điều, nếu mình chối từ sợ bỏ bụng bà con. Phải rồi, nhất là mày chưa có vợ, mày được tự do tiếp xúc là gà. Rồi thì mấy cô gái chưa chồng, ai cũng coi mày là thần tượng hết phải không? Dạ, nhờ tổ đại ra sân khấu em ca hát thật mùi, cho nên được nhiều khán giả mến thương, cho đến mấy cô cũng ủng hộ hết mình. Nhưng mà thật ra được mời đi dự tiệc đâu phải tới ăn rồi xách nón ra về, mà phải làm sao cho cô bác vui lòng em chịu đựng một màn văn nghệ cho tới khuya. Cả hết sáu bắc ba nam là em đủ mệt, vậy mà còn bị yêu cầu ca luôn ngủ đối tượng. Hết sàn xê rồi qua luôn giọng cổ, tội nghiệp mấy anh đàn muốn gãy tay luôn. Vậy mà bà con còn ráng yêu cầu em ca vài bài trích trong vở Lục Dân Tiên. Em ca đến câu giọng cổ cuối cùng mệt quá em nằm xuống giáng ngủ luôn. Ngủ mà còn ngái nữa ông bầu. Trời ơi, thôi được rồi, quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Mày nói gì sai quá không dậy nổi nữa mày bỏ đêm hát. Vụ đó tao cũng thông cảm cho mày đi. Còn cái vụ hồi ở La Bang đó, khi mày làm mạc xong rồi, đêm đó bán được 30-40 vé, nghe nói phát lương mỗi người 5,000. Cái mày bôi mạc mày không chịu hát à. Mày làm ơn mày trả lời vụ đó tao nghe coi tài. Trời ơi, cái đêm đó tại vì bị em... Tại vì bị tại không biết thương nhau, không biết chia ngọt sẻ bùi, tại ý tài, tại làm phách, đúng không mày? Ông bầu à, ông bầu nhắc lại thấy thương ông bầu hơn nữa. Nhớ lại cái đêm hát ở La Bang làm cho ông bầu phải trốn chui trốn nhùi. Và tôi đây xin chịu tội với ông bầu. Thật ra làm khổ anh em thì em đây đâu nỡ giá nào. Nhưng ông bầu nghĩ coi, tiền cà phê nè, tiền hủ tiếu, ăn chịu cả tuần, thiếu đâu cũng mấy trăm đó. Thục pizza thì em chưa trả đủ tiền bàn, đi sấy tóc cũng chưa trả tiền của chủ tiệm nữa. Thiếu nợ tùm lum em hẹn để đêm chót trả, ông bầu nhẫn tâm phát lương em có 5,000. Chứ bán vé được không có tới 200,000, trong đoàn được 50 người, mày biểu tao khoát cho mày nhiêu đấy chứ. Mày còn lạ gì đời đi hát có lúc dày lúc khác, khi nhậu nhẹt tưng bừng khi ăn cháo trừ cơm. Chắc mày chưa quên hồi 8 năm về trước, mày còn là đứa phụ hồ cho anh Tư Đán ở Hàng Giang. Tao thấy mày sạch sẽ thông minh nên tao đem vô gánh hát tập cho mày ca mày hát. Tao tập cho mày từ những giai phụ, lần lần cái rồi mày lên chép chánh nhắc hoài. Chỉ mới có mấy năm thì tên tuổi của mày nó nổi như cồn. Rồi kể từ ngày mày bắt đầu, mày làm khó với tao, phát lương ít rồi mày bôi mặt, mày không thèm ra mà ca hát. Đêm đó khán giả hỏi chửi tao tan nát, tao trốn trong buồn, sáng bét tao mới chung ra. Đó, mày thấy không? Mày thấy tao khổ với mày không Tài?
Thì em nói rồi, em xin lỗi ông bầu mà. Thôi, giờ bỏ qua cái vụ đó đi. Mày chạy kêu chị tổng khẩu ra đây đem gạo vô nấu cơm vô đào kép ăn đi, trưa rồi đó. Khỏi kêu. Cái gì vậy? Chị tổng khẩu bỏ gánh hát đi mất rồi. Hả? Sao vậy? Dễ hiểu quá. Chị nói ông bầu đưa tiền chợ ít quá, chị nấu không được. Nó bỏ đi rồi thì sao? Tao nấu. Trời ơi, cha ăn cơm khét quá. Ngọc ơi ơi. Ngọc ơi. Ai vậy cả? Nó nghe. Ủa, chị Lan. Ra đi. Gì đó? Gánh hát tới. Gánh hát nào? Gánh hoa xuân, hát ở ngoài dạm hồi năm nẫm đó. Vậy hả? Gánh hát có anh đóng vai Châu Tuấn, ca giọng cổ hơi dài đó phải không? Đúng rồi. Trời ơi, anh đó anh hát hay lắm nghe chị Lan. Mà hồi đó đó, tối nào tôi với má tôi cũng đi coi anh hát á. Vậy hả? Đang hát ở trên sân khấu ha, anh nhìn xuống khán giả hoài à. Thấy tôi cái anh nhá vậy đó. Trời ghê, dễ sợ nghe. Anh có tặng tôi tấm hình nữa, còn cất trong túi nè. Ý, tôi cũng có một tấm với bọn. Ủa vậy hả? Chị Lan à, không biết tối nay họ hát chưa chị Lan ha? Bây giờ tôi với chị lại nghe coi, rồi cái mình lại ngay gánh hát mình hỏi biết liền chứ gì. Vậy hả? Thôi tôi đi liền đi ha. À, bây giờ nè chị Lan, tụi mình á rủ chị Thắm, chị Son, chị Tí đi chơi mình ra ngoài cho vui. Mấy mẹ đó đi trước hết trơn rồi, hai đứa mình là kẻ đến sau. Mua món gì không? Đi dọc tặng quà người ta. Tôi ra đó sẽ hay. Vậy ha, chị Lan ơi, tụi chị tuổi mình đi ngay. Đi đi đi. Thì con tiếp tay với má nè, lo làm con gà nấu cơm đãi khách con. Khách nào vậy má? Thằng Chẻm, kép chánh của gánh hoa xuân đó. Bây giờ nó đặt tên Lợi rồi nghe mày. Tên gì má? Tên là anh Tài, ca mùi lắm mày ơi. Trời ơi, tưởng ai. Trời mùi gì mà mùi má ơi. Kiền cha đó ca như mèo rên. Trời ơi, người ta ca vậy mà mày la mèo rên. Thôi, lo xuống bếp đi. Nè, dặn nè, con gà mày làm 3 món nha. Một món mày trộn gỏi bắp chuối, một món xào mặn, một món nấu canh chua. Để tao nướng thêm vài con khô sặc nữa, rồi mua cho nó vài lon không, thôi cho nó rượu đế đi. Nghe nói bây giờ uống rượu đế dữ lắm, cho nó chừng một can đi ha. Rồi sau đó đó, chừng nào nó gần xỉn là tao mới cho nó uống bia lon nữa. Trời ơi chị Lan, vui quá. Trời vui quá. Về vui. Ủa má. Bác, tụi bay đi đâu nãy giờ mà mặt hí hai hửng nhỉ? Dạ tụi con xuống chỗ ghe hát á. Ôi bác ơi, tối nay hát cái tuồng gì thoại Khanh Châu Tuấn nè. Vậy ha. Vậy thì tối nay tao đi coi nha. Lần nào tới chỗ thoại Khanh cổng mẹ chồng đi xin ăn đó nha, là nước mắt tao nó tuôn vậy chèm nhẹp cái khăn trầu hết trơn à. Mà tụi bay có gặp kép đẹp anh Tài chưa? Chưa. Con có hỏi mấy người trong gánh hát nói anh đi thục bia. Vậy là tụi bay dở hơn tao rồi. Tao chưa gặp nó, nhưng mà tao nhắn nó tới nhà mình ăn cơm. Tao mới mua một con gà nè, con gà nó đang làm ở dưới bếp á. mừng quá. Chị Lan, xuống bếp tiếp tay với em đi. Đi. Mà sao ơi? Kìa, thằng Tài nó tới rồi tụi bay ơi. Đông má. Chào anh Tài. Chào anh Tài. Trời. Dạ xin chào bác. Hân hạnh chào các cô. Má Sáu mạnh hả? Còn các cô? Các cô mạnh hả? Bà con cô bác với này mạnh hết hả? Tao cảm ơn mày. Hai năm nay gánh hát mày hát ở đâu không về đây hát? Dạ mọi miền đất nước. Dạ thưa bác. Dạ con hát ở Cà Mau á bác à.
Ủa sao tao nghe bão mà mày? Dạ sau đó con dạt ra miền Trung. Trung cũng bị bão luôn. Dạ con dội luôn ra miền Bắc. Bắc cũng bị gió mùa đông bắc rồi. Dạ có lẽ là tụi con phải xuất ngoại diễn qua Bắc à. Xuất ngoại là ở đâu? Dạ Bungary đó bác. Ê chàng ơi, sướng dễ sợ ta ơi. Đi hát gì biết chỗ này chỗ nọ nha. Bác suốt đời ở chỗ khỉ ho gò gái nè, chưa biết mặt mũi con cọp ở trong sở thú ra làm sao nữa. Dạ nếu có dịp đó bác Sáu, bác Sáu lên Sài Gòn đi, cháu đưa bác đi coi sở thú. Ở đó người ta nuôi đủ thứ hết, khỉ nè, gấu, trời ơi, voi nữa. Dạ. Cọp, hà mã, trời ơi, ngựa nữa, đà điểu nè, sư tử, giả nhân. Còn nữa bác ơi, bây giờ đó người ta mới nhập cảng về 2-3 con khủng long, trời đẹp lắm ơi. Khủng long. Khủng long chị Lan. Chàng ơi ngộ quá ha. Thế nào bác cũng phải quá gian ghe heo của chú Ba Mẹo đi Sài Gòn 1 tiếng mới được. Thôi bây ngồi đây nói chuyện với mấy đứa nhỏ nghe. Bác ra làm sao lo cơm nước cho ăn nghe. Dạ chân thành cảm tạ bác. Ngọc nhớ chạy ra quán Thím Tư mua 1 gói 3 số cho thằng Tài nó hút thơm rau nghe mày. Dạ. Dạ con có ý kiến là cái vụ này để con đi được không? Vậy không? Dạ. Không mày đi đi, lấy tiền nè con. Dạ thôi con có tiền, có tiền mà. Trời mặt thấy trai rạo rực quá. Anh Tài, mời anh dùng trà. Chân thành cảm tạ Ngọc. Ôi, 3 năm trời mới gặp lại cố nhân. Gót giang hồ sớm nắng chiều sương, giờ gặp lại tưởng chừng như giấc mộng. Trời ơi, anh nói chuyện nghe mùi ghê vậy đó. Nói thiệt với cô đó, đó là tôi nói theo mấy câu nói trong tuồng hát á. Thầy tuồng họ viết làm sao tôi hát như vậy, chứ sự thật là tôi đâu có biết nói. À, vậy mà tôi tưởng. Ấy, nhưng mà tôi ca thì độc đáo lắm. Cô muốn nghe không? Thôi, để tối rồi tôi ra là rạp mà nghe luôn. Anh Tài ơi. Ừ. Anh đi hát vậy chứ tiền lương có khá không anh? Không có bao nhiêu đâu cô à. Tiền lương của tôi một đêm sơ sơ có 700-800 ngàn thôi. Một đêm 700-800 ngàn? Dạ đúng vậy. Đó là những đêm mưa gió tôi lấy giá thông cảm đó. Đêm nào đông tôi lấy chặn 1 triệu, không bớt 1 xu. Trời Phật Thánh Thần ơi, hát có 2-3 tiếng đồng hồ mà ẵm 1 triệu. Trời ơi, em ngồi mai tối ngày chưa tới 10 ngàn nữa. Coi vậy chứ cực lắm cô ơi. Học tuồng nè, tập vợt nè, phải đánh võ, đánh kiếm. Nhiều tuồng phải bay, bay lên, bay xuống, bay xẹt, bay vòng, bay ngang 5-7 vòng. Nhiều khi nghe, đứt dây té muốn trào máu. À, anh Tài ơi. À, anh Tài, xin lỗi nha. Tại vì anh mới đổi nghệ danh á, cho nên là Lan bị lộn. Anh Tài ơi, anh Tài hút hero được không? Thuốc 3 số hết rồi. Có gì mà Lan lại nói vậy? Thuốc nào tôi hút cũng được hết đó. Thuốc rê tôi còn hút nữa là. Ủa vậy hả? Trời ơi, anh cũng hút thuốc rê nữa hả? Có bộ cũng dễ nuôi quá hen. Biết vậy hồi nãy là mua thuốc rê để anh hút lâu mà lại rẻ nữa chứ. Lan nói chơi thôi, hơi bị vô duyên ha. Chờ anh là nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ tài danh thì ai lại đi mời hút thuốc rê hen. Người như anh á, ít ra cũng phải là hút cái thuốc gì? Lào á. Vô duyên nữa. Ai nói cô vô duyên? Cô mà vô gánh tôi cô hát hề là khỏi chê luôn. Cái cô này thiệt tình, không gặp thì thôi, mà hễ gặp tôi thì cứ buông lời chọc ghẹo hoài chẳng thôi. Miệng lưỡi cô đâu khác chi anh hề. Ngày trước tôi đây cũng làm hề hết ý, giờ muốn nói ngồi tôi phải không thì nói đại. Nếu mà cô thương ưng tôi kéo về mình hát chung. Được vậy thì đâu
gì sướng hơn, bởi em đây cũng rất mê đóng tuồng. Từ lâu Lan vẫn thường tập ca và tập múa, từng bước ra sân khấu ca chung với Ngọc. Ráng mà giúp Lan, Lan chẳng hề nhớ ơn. Gì vậy? Lão nữa, vô duyên nữa, Lan không hề quên ơn anh á. Được rồi, để tôi về tôi hỏi ông Bầu giúp cho. Anh Tài à, nói vậy thôi chứ Lan hát dở lắm. Hát dở? Dạ, hát chơi ở xã nhà thì còn có thể chấp nhận, chứ mà Lan á, mà hát theo cái gánh hát anh á thì chắc gánh hát của anh phải húp cháo. Mà cần gì ha anh Tài. Bây giờ ha, tôi hỏi Ngọc nè, mình chưa có về gánh hát của ảnh cũng đã ăn cháo rồi, có đúng không anh Tài? Nói cho Ngọc biết đây. Sao mà tệ quá vậy? Không có tệ gì, là ý là Lan nói gánh hát của anh á, chứ không phải là Lan húp cháo đâu. Sao mà sao Lan biết hay vậy? Có gì đâu hay. Tại bữa nọ đó, Lan ghé qua chỗ Đình á, chỗ mà gánh hát của anh trú ngụ á, thấy ông Bầu nấu nồi cháo cho cả gánh hát ăn tình ơi, tội ghê luôn á. Mà giúp không có được. Gánh hát của anh sao nghèo dữ anh? Tại mấy tuần qua mưa gió bão bùng, cho nên gánh hát được đêm nào đâu mà có tiền ăn cơm. Ăn cháo là cha người ta rồi, đôi lúc cả gánh chỉ ăn có rau thôi hả? Thôi anh Tài đừng buồn, Lan ở xóm này ai cũng nói Lan chân thật mà có điều hơi vô duyên. Thôi rồi xin lỗi anh nghe, thấy mặt anh buồn thấy thương quá à. Đó, Lan thấy chưa, có còn muốn theo gánh hát nữa hay không? Sợ gì mà không theo. Lan chỉ cần được lên sân khấu hát chung với anh Tài là đủ rồi. Cho dù có ăn rau rừng chấm muối Lan cũng chịu nữa. Anh Tài nghe chưa, Lan nó nói kìa, mê cái lương quá mà đâm ra như mù quáng à. Trời ơi, cái đó mà làm gì mà mù quáng, cái đó kêu bằng là đam mê. Yêu cái lương phải nói là đam mê. Chứ má Ngọc đó, kén rể cũng bắt rể phải biết ca biết hát, không biết ca không gả. Vậy Ngọc thử nói cho tôi biết, giữa tôi với má Ngọc ai mù quáng hơn ai? Nè nè, Lan đừng có lôi chuyện của má mình vào nghe. Má Ngọc mà nghe được thì Lan tiêu đó. Ủa chứ tôi nói gì không phải sao? Cây khô đâu sợ chết đứng. Cái gì? Cái gì mà cây khô không sợ chết đứng? Đó. Người ta nói là cây ngang không sợ chết đúng mới đúng chứ. Đó, bởi vậy bị cái tật mà vô duyên nó cứ lộ ra cái vô duyên vậy đó. Cây người ta nói cây gì không? Cây ngang. Không phải cây ngang. Cây gì? Cây ngai, cây ngai. Ờ. Anh lộn văn á. Đúng, cây ngai. Cây ngai đâu có sợ chết đứng. Đó, cho dù có má Ngọc ở đây hả, tôi cũng nói điều đó ra luôn á. Thôi mà, cho tôi xin can đi. Đang nói chuyện vui, đừng có cãi qua cãi lại rồi cái xảy ra gây gỗ không có tốt. Lan à, hay là Lan xuống nhà dưới phụ giúp bác Sáu đi. Trời ơi anh Tài, anh suy nghĩ sao mà nói câu đó vậy? Không biết tấm lòng của tôi đối với anh sao mà bây giờ khi không cái anh Binh Ngọc anh đuổi tôi hả? Ấy, đâu có nè. Sao Lan lại nói như vậy? Tôi có quyền gì mà đuổi Lan? Tôi mời Lan nó chứ. Tại vì tôi có chuyện riêng nói với Ngọc. Thôi đuổi nó đuổi đi, còn văn vẻ mời chi. Con người tôi vô duyên vậy đó, nhưng mà ngay thẳng. À, thôi bây giờ vậy, tôi xin phép tôi xuống nhà sau, tôi nhường cái chỗ này lại cho hai người nói chuyện được không? Chân thành cảm ơn Lan. Thôi chào nghe. Bực mình. Ê, Lan bữa nay sao vậy cả? Không biết có đánh rơi vật gì xuống sông không nữa. Chắc không phải mắt thằng dưới đâu, tại tánh tình vui vẻ đâu mà. À, anh Tài ơi, em muốn hỏi thiệt anh câu này nghe. Sao? Anh đi hát vậy chắc quen biết nhiều lắm hả? Khỏi nói, nhiều lắm cô ơi. Khán giả gần xa họ gửi thơ cho tôi, tôi chất cả đống đó. Nổi cái vụ viết thư trả lời thôi, mỗi tháng tôi tốn đến 200.000 tiền mua tem đó. À, vậy hả? Chắc anh quen với mấy cô nhiều lắm phải không? Nhiều. Mấy cô ở nước ngoài về còn kiếm thăm tôi, mời tôi đi ăn cơm ở nhà hàng nổi á. Hả? Ở nhà hàng nổi hả? Trời ơi, mấy cô đó chắc đẹp lắm ha. Khỏi khen,
hết ý, không còn ngôn từ nào diễn tả. Nhưng mà làm sao đẹp bằng cô Ngọc? Anh Tài, em thì làm sao dám so sánh với mấy cô ở chợ chứ. Em thích cải lương, em mê giọng cổ. Nhiều khi á, ngồi bên chiếc máy may, em thường ca lên những bài như là Tâm sự bàn phi, Thoại khanh châu tuấn. Anh biết không, lối xóm bà con ai cũng khen em có giọng ca ngọt ngào, truyền cảm và du dương không kém mấy cô đào. Nhiều lúc em muốn bỏ nghề mai đi theo nghiệp ca cầm, nhưng cô bác họ nói con gái đi một mình nguy hiểm, mày đừng có dại khờ muốn bỏ nghề mai nha mày. Trời sanh ra mỗi một người á đều có một cái vốn để sinh nhai. Người á thì là nghệ sĩ, người thì cuốc cày ruộng rẫy. Nên em an phận với cuộc đời người con gái giữa làng quê mai gia sống. Cô Ngọc à, bà con họ nói đúng đó cô. Nghề nào cũng là nghề, miễn là nghề lương thiện. Nhất nghệ tinh, nhất thân dinh mà cô. Dạ, em biết chứ. Nhưng mà anh Tài à, đứng trước mặt anh, một nghệ sĩ cải lương, những lời em nói ra đây, mong anh đừng chế nhạo. Mỗi lần mà đi xem hát á, khi về tới nhà, anh biết không, em đâu có ngủ đâu. Em nhớ từng câu ca, câu lối của anh. Em còn nhớ kỹ lúc anh hít hơi thật dài để mà ca giọng cổ. Em thương những giai đau khổ như thật sanh châu tuấn. Rồi em thương luôn anh kép đa tình. Nhưng mà em thương đây á, là thương tài nghệ của anh, cũng như em thương những nhân vật mà anh biểu diễn trên sân khấu. Chứ không phải thương thầm thương bầy như lẽ tầm thường, anh đừng hiểu lầm em. Nhưng mà Ngọc à, dạ. Anh... Thôi em nói cho anh hiểu em vậy đó. Mê cải lương lắm. Nhưng mà vậy đó, nãy giờ người ta nói hiểu rồi phải không? Thôi ha, anh ngồi uống nước nha, em xuống bếp với má em nha. Ngọc à, Ngọc, Ngọc. Rồi, đi mất rồi. Không biết viết thơ vậy nghe được chưa nữa. Để đọc kỹ lại coi. Nghe tin anh không được khỏe, em rất lo. Không biết đêm nay anh có hát được không. Nếu đêm nay anh không hát được thì ai thế vai? Không lẽ anh Hoàng Nhất Lan đóng thế? Anh đó ra sân khấu đứng cứng ngắc như khúc gỗ, còn ca giọng cổ thì sống nhăn ai mà coi. Em bận mai đồ gấp nên không đến thăm anh được. Xin gửi biếu anh mấy trái cam ăn cho bổ. Người nữ khán giả rất quý mến anh, Ngọc. Thôi vậy cũng tạm được. Gói cam, gói cam đâu rồi? Đây nè. Chị Ngà ơi, chị Ngà. Vậy tao đây nè. Gì đó? Má đâu rồi chị? Má đi giác lễ cho cô Tư Lan rồi. Em nhờ chị việc này nha. Việc gì? À, em nhờ chị đem gói cam với thơ này, chị khiêu khó xuống dưới đoàn, trao cho anh Tài, nói là quà của em gửi tặng. Nhưng mà anh khép này chị không có quen, tự nhiên lại đem
quà tặng có làm sao được. Người ta tưởng chị là bồ của anh nọ, họ cười cúi đầu, mày đừng có hại tao. Đào Kép diễn hay thì có nhiều người ái mộ, tặng quà cho nhau, có gì mà sợ chứ. Sao biết nói vậy, mày không đem xuống dưới đi. Em lại nằm nhà rồi bắt chị đi. Trời ơi, cái chị này thì quỷ à. Đây nè, 5,000, cầm lấy đi chị ơi. Trời đất ơi, tiền mày đưa không ăn đủ một tô mì nữa. Rồi, bằng lòng chưa? Cảm ơn à. Đó, thêm 5,000 đó, chịu chưa? Đưa đây. Thôi tao đi ngàn. Ừ. Ý... Gì vậy? Thôi. Sao quay trở lại vậy trời? Kỳ quá à. Sao kỳ? Người ta là đàn ông con trai mà mày gửi thơ gửi quà, tao thấy thôi thôi thôi. Trời ơi, thì đã nói là mình ái mộ nghệ sĩ với bộ. Cái này là mày mê chứ ái mộ cái gì. Má mà hay được má chửi chết nữa nghe. Má không có biết đâu, chị đừng lo. Nhưng mà từ đây xuống đó xa quá. Mày bắt tao đi bộ mỏi chân lắm á. Vậy thì chị lấy xe của em đi đi. Xe của mày hả? Trời ơi, xe đạp của mày hai cái thắng nó không có ăn, tao không có dám đi đâu. Trời ơi, vậy chứ chị muốn đi bằng xe gì? Xe ôm. Vậy đi xe ôm hả? Ha, đi xe ôm nhanh ha. Vậy thôi thôi, đi chị. Nhưng mà đi xe ôm em phải chịu phiền đưa tiếp 10,000. Trời, chịu không? Thiệt rồi nghe. Ghét quá. 10,000 nữa nè, cầm lấy à, chịu chưa? Đã mê nghệ sĩ thì phải chịu khó tốn tiền chút chút chứ. Thôi đi mau đi bà, cứ đứng nói mãi à, tới chiều á mới hay á. Ghét chị quá à, làm tốn thêm 10,000 nữa, 20,000 rồi đó. Đi mau đi, đi giùm em đi. Nhờ giả thì phải vậy chứ sao cưng. Nè, ở nhà chờ kết quả nghe. Được rồi. Nè, anh Tài ơi. Nè, anh Tài ơi. Ai kêu tôi vậy? Làm ơn mà tránh chỗ khác đi, đừng có phá giấc ngủ của tôi mà. Tôi ngủ chưa có đã. Trời đất ơi, chưa chờ chưa chật, mặt trời đứng bóng rồi mà còn ngủ. Anh Tài, dậy đi anh Tài. Tôi nói cái gì mà cái con mẹ nào vá tôi hoài vậy trời. Ủa? Anh Tài. Lan hả? Vậy mà tôi tưởng... Tưởng bà nội anh hả? Nhưng mà nhìn kỹ lại thì không có phải. Lan, Lan tìm tôi có chuyện gì không? Cái mặt... Thật thông cảm nghe. Lan ở đây chờ tôi chút xíu nha, để tôi đi rửa mặt. Dạ. Trời ơi, hồi hộp quá, không biết nói sao đây nữa. Ráng lên thôi. Rồi, xong rồi. Dạ. Lan ơi. Dạ. Lan ăn gì chưa? Đi ăn sáng với mình nghe Lan. Trời ơi, mặt trời đứng bóng rồi mà còn ăn sáng gì nữa. Cảm ơn anh Tài nha. Lan ăn trưa rồi. Vậy hả? Dạ. Thôi không ấy, Lan ngồi ở đây chờ tôi nha. Tôi đi ra đầu hẻm tìm cái gì ăn lót dạ, rồi cái tôi quay trở vô, hai đứa mình ngồi tâm sự nghe. Thôi thôi, anh nói nghe nè. Anh chờ chút Lan nói nghe nè. Gì vậy Lan? Bộ Lan đổi ý đi ăn với mình hả? Không có, em no rồi, ăn mới nổi nữa. Bởi vì Lan muốn hỏi anh chuyện đó. Chuyện gì Lan hỏi đại đi. Cái chuyện mà hôm trước á. Hôm trước làm sao? Thì hôm trước anh Tài đây hứa giúp em, là lúc em theo đoàn, cho em ca múa nói chưa sao mà im re.
làm em đây cứ ngóng trông mỏi mòn. Ôi số làng thiệt xui quá xui, xui gì anh? Cái hồi bữa tôi trao lời nhưng ông bầu đã không mừng, nói đoàn quá đông còn muốn cho nghỉ bớt năm ba người. Làng ơi, làng thông cảm đừng có buồn nghe. Mà có thiệt vậy không? Hay là bị gì anh chê tôi ca dở anh không dám nhận? Đâu phải, làng đừng có nói vậy. Không ai dám chê làng hết trơn hết trọi á. Tại diễn viên ở trong đoàn đông quá à, dư người nên không có nhận thôi. Nè, nếu mà Lan quyết lòng muốn xin vào đoàn thì ông bầu cũng đồng ý cho Lan vào đoàn để thay thế cho một người. Vì người này mới nghỉ ít hôm mà chưa có ai đảm trách nổi. Nhưng mà tôi sợ, sợ Lan không chịu quá à. Trời ơi, chuyện gì em cũng mừng hết á, có gì đâu không chịu. Anh nói với ông bầu đi, cho em thế chỗ cái người đó đi. Ờ, mà điều dai gì vậy, được tỳ nữ không? Hơn tỳ nữ nhiều. Ờ, vậy được rồi, tới luôn đi chứ còn gì. Vai tổng khẩu đó, tức là nấu cơm. Trời ơi, là nấu cho đoàn ăn rồi đó ha. Ừ. Thôi, nấu không được, dở lắm, nấu cơm khét hoài. Bây giờ, ở xã đó cũng có văn nghệ nữa. Không mấy thôi để Lan ở lại xã, Lan vô đội văn nghệ quần chúng đi ha. Tôi biết mà, Lan đâu có chịu nhận. À Lan à, thôi đừng cười nữa. Nếu mà không còn chuyện gì thì Lan về ha. Tôi đi ăn, đói bụng muốn xỉu rồi nè. Là đuổi tôi đó phải không? Trời ơi, ông này cũng vô duyên dữ á. Không thua gì tôi đâu nha. Mà em nói nghe nè, thì em cũng phải về thôi. Nhưng mà bị gì em còn một chuyện nè, em muốn hỏi anh nữa. Lại muốn hỏi chuyện gì nữa? Ngắn gọn, ngắn gọn thôi nghe. Đừng kéo dài, tôi xỉu thiệt à. Khoan mà, bị gì vậy nè? Em muốn hỏi thiệt anh Tài á, là hôm mấy giờ gì? Anh nhìn thẳng vô trong mắt em đi. Nhìn đi, đó. À, nghe nè. Em hỏi nghe. Rồi, nhìn thẳng rồi nè, hỏi đi. Anh Tài à, trong tim mình anh có gì? Hình bóng em trong đời và có thương chân thành, xin anh Tài hãy bài phân. Anh thương em vô cùng, thật tâm thương maximum. Vậy cớ sao hôm rồi anh dắt tay cô Đào đi hái mận ở nhà bà ba, em bắt gặp thấy lòng buồn hiu. Có gì đâu mà buồn hiu. Thì không buồn sao được. Anh cứ nói là anh thương em mà anh lại đi chơi với người khác, không buồn sao được. Có sao đâu em. Tình cảm của anh rất là bao la. Anh là nghệ sĩ mà, ai anh cũng thương hết, và thương rất đồng đều. Em yên tâm đi, anh không có xem nhẹ em đâu. Thôi ông ơi, thương kiểu đó chết tôi liền á. Tôi thương mình nên ông. Ông thương cả trăm người sao tôi chịu nổi. Lan thương à, cái gì mà kỳ cục quá. Lan. Thôi tôi về chứ Lan gì nữa. Lan. Lan. Trời ơi, đúng thiệt là đàn bà con gái, chuyện không có gì mà cũng giận nữa. Ý, cô Ngà. À, anh Rô à, câu được nhiều không anh? Được 2-3 con cá trê vàng. Cô Ngà đi đâu vậy? Cô cầm gói gì đó? Gói cam. Má em biểu em đem biếu cho dì Tư Khuê. Dì Tư bệnh hổm rài á. Ủa, tôi mới gặp dì Tư ngoài chợ đây mà. Dì ngồi ăn bún nước lèo, dì còn cười nói tỉnh đơ, chứ dì đâu có ôm đau hồi nào. Chắc là dì mới vừa hết cúm á, mấy bữa rài không cháo không cơm, nên bữa nay dì mới thèm ăn. Bệnh gì mới hết mà đòi ăn bún nước lèo? Cái anh này thì thèm gì dì ăn nấy. Anh sao rắc rối quá. Thôi tôi đi nha. Anh Râu. Cô Ngà ơi,
Trời đất ơi, cô Ngọc sai ngà đem cam tặng người ta, rồi còn viết thơ, rồi còn... Người nữ khán giả rất quý mến của anh Ngọc. Trời ơi, như vậy là mê lẫm lắm rồi. Phải mà, mặt mày thì sáng sủa, ăn mặc thì bảnh bao, tay thì đeo đồng hồ Seiko, còn cổ thì toàn ten sợi dây chuyền cả lượng. Rồi nào áo bun, quần jean mới tinh, dài da lang bóng, tóc uông quăng còn chải bi đăng tin. Tôi là đàn ông con trai mà tôi còn có cảm tình, huống chi mấy cô gái không tương tư làm sao được. Cho nên mới vừa nghe anh nọ nhức đầu sổ mũi, đã vội gửi đến một gói cam với một lá thư tình. Bởi vậy cô thương ai chứ đâu có thương mình. Mình ruộng rẫy nên mặt mày đen đúa, ít học hành nên ăn nói thiếu văn chương. Người ta là kép cải lương, tóc tai lăn mướt, áo quần thì bành bao. Còn ta thiếu trước nghi hụt sao, nhìn người hạnh phúc mà đau phận mình. Nhưng nghĩ lại, mình là đứa tay chân, không cửa, không nhà, không tiền, không bạc. Đầu đuôi chỉ có bác Tam Kỳ là người nhân đức. Bác thương mình như cháu như con. Bác cũng mong muốn cho mình với Ngọc nên nở nên duyên, nhưng trời xui khiến lại gặp một tay đối thủ. Mình dân bản xứ mà cam đành lép ni di, để kẻ ở đâu no mặc sức y tung hoành. Được rồi, đã không lấy được thì khuấy cho hôi. Mình dốt nát không cần nói văn chương chữ nghĩa, dùng văn không được thì dùng gió. Xem thứ bận này coi ai thắng ai thua. Anh ơi, có người mời anh ra ngoài trước hỏi thăm chút việc. Ai vậy em? Dạ người này mê anh hát lắm. Được rồi, để anh ra anh coi. Chào anh. Chào anh. Anh muốn gặp tôi phải không? Phải. Có chuyện gì không anh? Anh là kép hát. Phải rồi, tôi là nghệ sĩ. Còn anh? Tôi là làm ruộng sĩ. Cái gì? Ruộng sĩ hả? Gì cười? Nghe cũng hay hay đó. Hay hẳn hoài chứ hay 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 sao được. Không biết anh hát có chuyên nghiệp không? Chứ tôi làm ruộng chuyên nghiệp mà. Dòng họ tôi ba đời làm ruộng lận đó. Trời ơi, làm ruộng ba đời mà cũng quảng cáo nữa. Chứ sao? Nhưng mà anh gặp tôi để nói chuyện gì? Không lẽ gặp nhau để nói chuyện làm ruộng? Nói chuyện làm ruộng trước mới tới chuyện khác. Tôi là dân làm ruộng nên tính cưới vợ ở ruộng. Còn anh là kép hát, anh cưới vợ ở đâu? Tôi cưới vợ ở đâu là tùy sở thích của tôi. Anh hỏi anh chi vậy? Gì? Anh cười chế nhạo tôi là anh bậy lắm à nha. Cho biết vậy đó.
Cái gì? Tôi cười sao mà nói tôi bậy hả? Anh là người đi đó đi đây, thiếu gì người biết đến anh. Anh phải lấy vợ thành thị mới hợp với nghề nghiệp của anh. Còn tôi là một thanh niên chân lâm tay bùng. Tôi phải tìm người vợ quê mùa xuân say. Anh có biết đâu tôi thương cô Ngọc định cưới cô làm vợ để xây đắp tổ ấm gia đình. Sau khi tôi với cô đã nên vợ nên chồng, chúng tôi sẽ mở tiệm mai tại ngã ba Cầu Công, lấy tên là tiệm mai Ngọc Du. Vậy mà bây giờ anh ở đâu? Anh lại nhào vô, đã được uống bia lon lại còn phì phà ba xu. Tôi sợ cô Ngọc sẽ đi theo ai đó rồi bỏ tôi ở lại một mình. Thân quê mùa như tôi khổ quá. Thôi mà, đàn ông mà khóc cái gì, anh đừng có khóc nữa. Anh nghe tôi nói đây nè, anh nên bình tĩnh đi anh Rô. Anh nghi quan như vậy là tội nghiệp cho tôi. Anh đừng quên, anh đừng quên tôi chỉ là một anh kép hát đem niềm vui đến cho bà con cô bác ở nông thôn. Bà Sáu nhà này là người rất ưa thích cải lương, và bà xem tôi như là con cháu. Còn cô Ngọc nữa, cô Ngọc cũng ưa xem hát nên gặp nhau là tay bắt mặt mừng. Tôi là người của khán giả bốn phương, nghề nghiệp của chúng tôi là rày đây mai đó. Ai ghét bỏ chúng tôi không hờn không giận, còn ai mến tài xin thành thật mà. Còn cô Ngọc thì cũng như mấy cô gái khác thôi. Mấy cô thích coi hát nên gặp nghệ sĩ, mấy cô hay kiếm chuyện mưa chuyện nắng nói cho vui chứ có gì đâu. Nhưng mà tôi biết hai người đã có gì rồi á. Anh thiệt là lạ lùng quá. Lạ gì? Thôi, anh ở đó nghe, tôi đi vô à. Không, tôi với anh phải giải quyết xong anh mới được đi. Gì vậy? Anh muốn giải quyết cách nào? Đánh. Trời đất ơi, đánh, đánh lộn đó hả? Ừ. Hồi nào tới giờ tôi đâu có biết đánh lộn với ai đâu. Anh nói dối. Tôi thấy một mình anh đánh ngã tới 9-10 tên tướng giặc lận nha. Trời ơi, anh hiểu lầm rồi. Đánh ngã 9-10 người là trên sân khấu kìa. Chứ còn... Không biết, anh phải thử sức với tôi. Không, tôi không cho anh đi á. Không cho đi á. Tôi nói tôi không đánh lộn mà anh làm gì vậy? Ủa, anh Rô, sao ngồi buồn hiu vậy? Tôi có buồn gì đâu, tôi đang ngồi một mình hóng gió. Khi không ra ngồi dựa gốc cây hóng gió hả? Thôi đi anh đừng có giấu tôi biết tấm của anh rồi. Anh rầu vì sợ mất người yêu chứ gì, mà mất cũng đáng lắm. Lan nói gì kỳ vậy? Chuyện tình cảm của tôi với Ngọc, Lan là người thứ ba biết rất rành. Sao Lan không chịu giúp tôi mà Lan
còn rủ rê cùng Ngọc tới lui thăm viếng tên tài. Anh Rô, anh nói gì mà nghe lạ vậy? Ngọc nó đâu còn ngây thơ khờ dại. Ngọc thương người nào hay thích ai thì có liên can gì tới làng này? Tôi quả thật rất buồn khi biết Ngọc đang thầm yêu thương hắn. Bởi vậy anh không có dằn lòng để gây ra biến cố. Cũng may là anh Tài anh chưa có chết đuối. Lan à, do bởi tôi còn một chút lương nghi tâm, chớ mạnh tay đòn chắc hăng mạng vong. Anh đối xử với anh Tài vậy anh không sợ sao? Sợ gì? Ngọc nó giận anh á. Tôi không giận Ngọc thì thôi, chứ gì Ngọc lại giận tôi? Vậy là anh chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không nhìn thấy tương lai. Tương lai làm sao? Tương lai về chuyện tình cảm của anh với Ngọc. Nếu mà anh thật sự thương Ngọc và muốn cưới Ngọc về làm vợ thì anh phải dằn nén cơn đau buồn, suy nghĩ thiệt hơn chớ đừng để tâm ghen hờn. Hờn ghen làm anh thêm rồi Ngọc càng lánh xa. Nếu muốn tơ duyên hòa đôi hãy nghe lời làng, phải sống thiệt thà dĩ tha và không ghen âu. Nếu y như lời tim ông sẽ gợi về anh. Lan à, Lan có chắc vậy không? Lan tin như vậy đó, bởi vì Ngọc á, nó là người rất đa sầu đa cảm. Đúng, Ngọc là người đa sầu đa cảm, nhưng với ai chứ không phải với tôi. Nữa, anh lại hờn ghen nữa rồi. Thôi vậy đi, tùy anh đi. Hạnh phúc ở trong tay anh. Nếu mà anh không biết giữ gìn tạo dựng á, thì anh mất ráng chịu quá nghe. Ơ, Lan, Lan. Chưa nói xong gì hết, bỏ đi rồi. Cái cô Lan này, chán quá. Ông Bầu. Chào bà Sáu. Bà Sáu ngồi. Bà Sáu, bà Sáu đi chợ về hả? Cảm ơn ông. Dạ. Tôi đi chợ về. Dạ. Tiện tôi ghé thăm Tài một chút. Nghe nói chú đau sao đêm hôm không thấy chú hát vậy? Dạ, bị nó với chú Rô vật lộn cách nào hai đứa lọt tuốt xong á. Trời, Tài đâu biết lỗi. Nó uống nước cái bụng nó phát ách rồi, nó nằm nóng lạnh hôm qua tới nay. Tôi phải đi hốt thuốc bắc cho nó uống rồi nè bà Sáu. Tội nghiệp dữ không? Dạ. Hèn chi hồi hôm ông Bầu phải đổi tuồng hả ông? Dạ. Quảng cáo tuồng Thoại Khanh Châu Tuấn, khán giả vô coi nhà hát cái tuồng Thằng Củi Cung Trăng. Dạ. Bà con họ rầy quá. Dạ. Họ hỏi tôi chứ sao tôi đâu biết sao trả lời. Dạ, bị thằng Tài nó cảm nặng quá, tôi phải đổi tuồng khác. Mấy thằng em út nó còn yếu quá. Vậy cũng nhờ bà Sáu giúp giùm, bà Sáu nói với bà con thông cảm giùm bà Sáu. Dạ. Nói vậy chứ ai bắt lỗi làm chi. Dạ. Nè, tôi có mua chai dầu nè. Dạ. Ông Bầu đưa cho chú Tài chú xức đi. Dạ. Biểu chú thoa khắp chân tay mình mẩy á, cho người nó ấm lại là chú khỏe liền nè. Trời ơi, bởi vậy có những khán giả như bà Sáu thì quý thiệt là quý. Và cảm ơn bà Sáu á. À quên nữa. Dạ. Ông Bầu à. Dạ. Nếu có thiếu gạo á thì ông cứ biểu sắp nhỏ nó xuống nhà tôi xúc một mớ về ăn. Tụi tôi xem nó như con cháu trong nhà, để bụng đói thì làm sao nó ca cho nổi. Tôi xin ông cứ tự nhiên cho, coi như thể là anh em vậy đó. Dạ xin cảm ơn bà Sáu mến thương và bà con của xã Đồn Châu. Đối với chúng tôi biết mấy nghĩa tình, tình nghĩa Đồn Châu với gánh hát qua xuân. Thôi chào ông Bầu, tôi về nghe ông Bầu. Dạ. Dạ, đại diện tụi nó cảm ơn bà Sáu nhiều lắm. Bà Sáu. Có gì đâu. Dạ. Đi, vô đây. Đi. Má tôi về chưa? Về rồi. Tôi thấy bà Sáu đi ra ngõ kìa kìa. Mình đi vô đi. Đi vô.
trời, vô kỳ không? Ừ, đi thăm người bệnh chứ bộ có gì đâu kỳ. Vô đi. Anh Tài ơi, anh Tài ơi, anh Tài. Ai kiếm Tài vậy? Ê, 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 cô Lan. Ê, cô Ngọc, mời mời hai cô ngồi. Anh khỏe chưa anh Tài? Khỏe rồi, nhờ ông bầu cho uống thuốc giờ giải cảm, đổ mồ hôi mà nãy giờ thấy cũng còn lạnh run quá à. Hai cô biết không, tôi bị cảm lạnh. Hai cô nghĩ coi, tôi đâu có biết lỗi. Anh Rô á, anh chấn cổ tôi xuống nước hoài à. Trời ơi, lạnh muốn cái anh Rô luôn vậy đó. Thiệt luôn á, bực vậy mình. Rồi tối nay anh hát có được không? Chắc là cũng phải ráng sao cho khỏi phụ lòng bà con. Nhưng anh chưa được khỏe mà. Đoàn chúng tôi đi gần khắp nơi, từ Phước Hưng, Long Toàn, Long Vinh, rồi từ Long Hiệp cho đến xã Đôn Xuân, ai nấy cùng mến thương. Nhiều đêm nay mà anh xuất hiện trên sân khấu của gánh qua xuân, chắc là bà con quan minh nhiệt liệt à. Bởi mỗi khi anh diễn vai Châu Tuấn, hết thảy bà con à, ai cũng khóc mùi. Dạ nhân đây có một chút quà, nửa chục cam với chai dầu. Đây là tấm lòng của hai chị em tôi. Dạ thôi anh nghỉ đi, chị em tôi phải về. Em về nghe anh Tài. Dạ Tài này xin thành thật biết ơn. Hai cô. Dạ thôi em về nghe. Ngọc. Ừ? Giờ bà tính mua vé hạng nhất hay hạng nhì? Hạng nhất bao nhiêu, rồi hạng nhì bao nhiêu tiền? Hạng nhất 10.000, hạng nhì 7.000, chinh nhau 3.000 á. Mà tôi tính vậy nè, mình mua thiệp mời luôn đi, ngồi ở hàng ghế đầu á, cho nó quay. Trời ơi, thiệp mời người ta mời quan khách rồi, làm sao mà mua được. Trời ơi, nói vậy chứ bán tuốt luốt à bà ơi. Vậy hả? Cậu chính tôi á, cậu mua vậy không à. Vậy hả? Ai biết. Nhưng mà thiệp mời mấy ngàn hả? 15.000 á. 15.000? Trời ơi. Hơi mắc ha. Tự đại đi. Rồi, chơi luôn. Tiền công một cái áo chứ có bao nhiêu đâu. Vậy tôi đưa tiền đây. Nè, chút xíu tôi ra chợ, tôi kiếm mấy bà bán vé chợ đen tôi mua. Mua sớm mới còn chỗ tốt á. Ừ, à đây lấy tiền nè. Ý, hình anh Tài hả? Trời ơi, sao giống cái tấm mà anh tặng tôi quá ơi. Để coi, coi ông viết gì nghe. Xin lỗi bà nghe, tật tôi vô duyên vậy đó. Mến tặng em Ngọc yêu quý. Ủa, sao cũng giống viết cho tôi quá vậy ta. Đâu coi nè. Dù cho ảnh có phai mờ, xin đừng xé bỏ mà đau lòng này. Là ông nói đau lòng ổng đó phải không? Sao kỳ thế. Ai ông cũng viết câu đó, hình tôi viết y chang luôn vậy đó. Sao cô nào cũng có câu đó vậy? Vậy mà chị không biết nữa. Nghe nói tình yêu của nghệ sĩ rộng rãi bao la lắm. Bao la gì? Này ném về cố xác chứ bao la gì. Cái nghề nay đó mai đây, theo đoàn đi lưu diện, đi khắp nơi tư xứ. Họ quen nhiều cô gái lắm cô ơi, đâu phải chỉ hai đứa mình. Họ cái diễn cũng xuất thần, nên được nhiều người thương. Chị nói đúng á, hai tấm hình giống hệt à. Tấm nào cũng đề em yêu quý của anh, lòng dạ đàn ông sao chán quá trời. Thôi, không thèm đi coi đâu. Ồ, chị
chị này sao khó tính quá chừng à. Hơi sức đâu mà dẫn người thôi đi đi, kẻo hết vé tốt giờ. Mày làm gì sao đứng đây? Sao buồn hiu à mày? Cô Ngọc của mê kép hát quá Tám ơi. Kép hát ai mà không mê mày? Tao còn mê mà. Đàn ông con trai mê không sao, con gái mê nguy hiểm lắm. Ôi, nó có thân nó lo, khôn thì nó nhờ, dài thì nó chịu. Ôi sức nào mà mày lo. Nhưng cháu thương cô Ngọc lắm, cháu muốn cưới cổ làm vợ. Bác Tám có kế gì không bác Tám? Hả? Tao thì thiếu gì kế. Bây giờ mày muốn trả thù phải không? Dạ. Mày có tiền đó không? Có, bác cần bao nhiêu? 1000 đủ rồi. Bác mua giống gì? Tao mua trái me dốt. Bác tính cho cháu ăn canh chua hả? Mày nè, chiều nay á mày tới nhà tao, tao đưa cho mày mớ me dốt này á, mày bỏ túi đem vô rạp hát, mày đứng sát bên sân khấu á. Chi vậy bác? Mày chờ tới lúc mà thằng Tài mà nó vô câu vọng cổ á, mày lấy trái me ra mày lột vỏ mày ăn, mày nhai chép 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 chép, nó thấy me dốt nó nuốt nước miếng ừng ực cứ ca gì được. Quá đã quá đã. Kế bác thật là thần sâu nha. Đây 5000 bác mua một rổ me dốt dùng cho cháu ha. Chị dữ vậy mày, vài trái đủ rồi. Lớp 5-6 giờ chiều nay không? Mày qua tao nhớ nha mày. Tao mua một mớ me dốt, thứ chua thiệt là chua, nhất là thứ me dốt bột. Đặt một trái hề đặt. Nghe bác kể sơ sơ, cháu nuốt nước miếng ròng ròng. Tối nay vô rạp hát, nhai vài trái là xong. Quá đã quá đã. Tối nha, tối nghe bác Tám. Nhớ nha bác Tám, nhớ nha. Giang bán sạch hết trơn rồi, tôi với chị ngồi đại đây đi. Gần tới giờ hát chưa chị Lan? Chắc gần tới rồi. Mà hỏi chi vậy chị? Tôi tính đang trước rạp mua mấy cây mía ghim vô ăn cho nó đỡ buồn miệng vậy mà. Trời ơi, đi coi hát mà ăn mía ghim. Thôi dẹp đi chị. Nói nghe. Đó đó đó, màn sắp mở rồi kìa. Đó đó đó, đó mở rồi. Dạ, ông bầu xin kính chào bà con cô bác. Kính thưa bà con cô bác, đêm nay đoàn cải lương Hoa Xuân của chúng tôi sẽ diễn tuồng Thoại Khanh Châu Tuấn, một tuồng hát lâm ly bi đát, hỷ nộ ái ố, bi quan ly hiệp, đã được bà con tán thưởng và yêu cầu diễn đi diễn lại nhiều lần. Đặc biệt đêm nay kép anh Tài sẽ bay vòng từ sân khấu bay ra khán giả, rồi từ khán giả bay vô sân khấu. Đặc biệt hơn nữa là kép anh Tài sẽ vô giọng cổ đúng 200 chữ, không thiếu một chữ. Bà con chịu khó đếm giùm tôi, nếu thiếu một chữ nữa chúng tôi sẽ hoàn tiền vé lại. Dạ, bây giờ thì mời bà con cô bác ngồi đâu ngồi đó cho đàng hoàng. Chúng tôi xin mở màn trình diễn. Hoàng ơi! Chùng dây lông phim vẫn ngủ
tề diệu dời xa xôi mà em đã sức tàn lực kia. Tiếng ve ngâm lẫn tiếng xào xạc của những chiếc lá vàng rơi trên đường ra biên ngày. Đàn kêu tích tích tình tan, hiệp nay công mẹ tìm chàng chàng ơi. Từ ngày phu phu lìa đôi, lệ em như thể lá rơi bên đường. Muốn dặm tìm nhau cho vẹn chữ càng thương, mẹ già nuôi đầu sương đêm trăng, thiếp mỏi mòn máu thấm cạn buồn tim. Tìm anh như thế tìm chim, chim bay biển bắc em tìm biển đông. Mịt mù cát bụi gái trong, bởi quá thương chồng em chẳng ngại đường xa. Chưa, nơi núi rừng hoang vắng sao lại nghe vang vẳng tiếng đàn, tiếng đàn quá ư quen thuộc. Ai nức nở với điệu đàn tư mà nhạc sầu vương theo xác lá lạnh lùng. Đàn làm chi buồn lắm thoài khanh ơi, ta say rước bồi ngân lệ. Thoài khanh ơi, anh đã nghe rồi, tiếng lòng em gửi vào cung sầu nước nơ. Có phải chăng tiếng đàn kia là của người hiền phụ nơi xóm Quỳnh Hoa năm xưa đã từng ngồi quay tớ suốt đêm dài cánh lụng để cho ta vui mài kính sứ rồi lên Trường An ứng thi để mong chim lấy bạn khôi nguyên khi bái tổ vĩnh quy. Nàng sẽ ra trước cổng làng xưa đón ta về trong áo mão xinh sang cờ hoa rực rỡ hầu đẹp câu phu quý tê vinh này cớ sao cớ sao cớ sao. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy, giọng nói kỳ vậy? Xả giấy lại đi, có bầu đâu, xả giấy lại đi. Vô, vô, vô. Có sao? Vô đi, cái dở quá. Trời ơi, trời. Dạ, thật cáo lỗi của bà con, cô bác, mấy em, mấy cháu. Cái banh tài của chúng tôi đang ca ngon lành, không biết nước miếng ở đâu nó chảy ra ròng ròng làm ảnh ho, anh sặc túi bụi rồi, không thể nào tiếp tục biểu diễn được hết. Dạ dạ, thôi xin lỗi với bà con cô bác nha. Thôi bà con cô bác chịu khó về đi, ở đây tới đây giãn rồi. Dạ, ngày mai chúng tôi diễn tiếp. Giữ vé đi, giữ vé đi, mai tới xem, mai tới xem. Dạ xin lỗi, xin lỗi thành thật. Ủa sao kỳ vậy? Anh Tài đang ca ngon trớn, tự nhiên ấy dừng lại rồi ho à? Ờ, sao tôi thấy ảnh vừa ca vừa chép miệng giống y như mấy bà ống nghén thèm chua vậy? Sao kỳ vậy ta? Ờ, Lan nói mình mới để ý nha. Ờ, đúng rồi á. Cứ mỗi lần mà ảnh ca hay là nói xong câu nào á, thì ảnh cứ nuốt ực một tiếng nghe rõ mà to nữa, y như là uống nước vậy á. Lan,
Lan có biết anh bị bệnh gì không? Không. Ý, Ngọc ơi, bị tôi biết gì sao rồi nè. Vì sao? Anh bệnh gì? Không phải bệnh mà là do đâu? Do anh Rô. Tại sao lại là anh Rô? Thì đây nè, dòm đi. Nhìn theo hướng tay tôi nè, thấy chưa? À, thấy rồi. Trời ơi, thì ra anh Rô anh quậy. Hèn chi anh tài mới vậy. Không ngờ anh phá người ta, lấy me ra nhai chọc tức. Ôi, nhìn me ca hát cái nỗi gì. Cái ông này à, sao quá ác. Mai à, thế nào tôi cũng chửi á. Để cho xấu mặt với người. Thôi mình về đi Lan. Thiệt tình chưa thấy ai mà quậy như cái ông Rô xả mình á. Đó, mày thấy mưu kế của tao chưa mày Rô? Mưu kế của bác Tám thật là thần sâu. Không có động chạm gì đến giả mà giả té cái ạch. Mày biết á, hồi nhỏ tao răng mắt không ai chịu nổi hết á. Hồi khi nhà tao có đám ma, tao hốt một bụm me dốt, đứng gần mấy cha thổi kèn á, tao nhai tà này. Một hồi mấy ổng chảy nước miếng tùm lum. Kèn đang thổi tò tí the một lát thành phì phe phí phe. Tại đây nước bọt không có động. Vậy là bác Phá cũng thuộc hàng sư phụ nha. Nhưng mà tao hối hận quá rồi ơi. Chuyện gì? Chắc sáng mai họ dẹp gánh đi chỗ khác quá. Hối hận gì bác? Có kép tài ở đây hả? Cô Ngọc cứ khen kép đẹp, kép ca mùi. Cháu bực lắm á. Nhưng mà đây là lần đầu rồi, cũng là lần chót nha mày. Vì mày mà tao làm cái chuyện này hơi ác đấy nè. Cái hát không được á, mày thấy không? Ông bầu cũng khổ, rồi đèo theo cái kiếp khổ nữa đó. Chứ cháu khổ đây, ai biết cho cháu? Đành vậy. Nhưng mình có khổ, mình ráng mình chịu, chứ đừng bắt người khác phải khổ theo mình. Tao còn lo một nỗi, nếu mà bà Sáu bà biết tại sao bài mưu thiếu kế cho mày, rồi thì cái chuyện làm rễ của mày chắc bà cho mày nghe đi một cái mộng. Cao hứng cách gì thiệt là hại. Mày còn trẻ mà đành làm dại, còn tao già đầu cũng dại nữa. Thiệt nghĩ đi, tao thấy thiệt quá thì ghê. Bác ơi, chuyện qua rồi bác đừng có nhắc lại. Cháu đã dám làm thì cháu đây dám chịu. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô Ngọc cổ mới thấy tình thương của cháu đối với cổ ra sao. Được rồi, để rồi mai chiều tao gặp má nó coi bà nói gì hôn. Chớ giờ đây tao đã hết kế rồi. Cái chuyện của mày chắc rất quốc rô ơi. Ê, tờ con Ngọc nó tới kìa. Ông bà ông giải ơi, cái mặt nó hầm hầm kìa. Thôi tao rút trước nha Rô. Anh Rô, sao anh ác quá vậy? Tôi ác hồi nào? Ngọc sao? Anh đừng có chối. Thở đợi nay nè, người ta đang ca mà anh đem me dốt ra anh nhem nhem trước mặt à. Làm sao người ta ca được chứ? Bộ em tính binh nó hả? Anh nói gì vậy? Nói lại nghe coi. Binh cái gì? Anh đó mắc mớ gì mà tôi binh? Mà như tôi binh á, có sao không? Người ta là khách, mình là chủ. Khách tới nhà, chủ phải tiếp rất lịch sự đàng hoàng chứ. Người ta đến làm vui cho làng xóm, mình phải tôn trọng người ta, giúp đỡ người ta không hết nữa. Có đâu khi người ta đang lo đem hết tài năng ra để biểu diễn cho bà con thưởng thức. Anh là nhân tâm phá hại những kẻ mang niềm vui nghệ thuật đến. Mình
đây vắng lặng đã lâu rồi. Có gánh hát tới ai cũng mừng vui, náo nức lội ruộng băng đồng đến rạp ngồi xem. Còn chi vui thích hơn khi được nghe nè, được xem hát cải lương sau những ngày vất vả bên luôn cày thưa ruộng. Được nghe những tiếng ca du dương lạnh lót hòa lẫn trong tiếng nhà thăng trầm. Ngọc nói vậy chứ tôi đây làm sao? Bộ tôi không thích cải lương hay sao? Nói như Ngọc, làm như là chỉ có một mình Ngọc là biết thích cải lương thôi à. Trước kia tôi mến anh ở chỗ chòm xóm với nhau, anh biết lo làm ăn, tánh tình cũng hiền lành dễ mến. Sau khi biết anh tính nhờ người mai mối, tôi cũng bắt đầu để ý thương anh. Không có ngờ hôm nay anh đã để lộ ra chân tướng của anh. Từ chỗ ghen bóng, ghen gió, anh tìm cách hại người ta cho bỏ ghét à. Kể từ ngày mai anh đừng cho tôi thấy mặt, bởi giờ tôi đã chán anh rồi. Chưa làm chồng tôi, anh đã bày đặt ghen tuông rồi. Mai mốt cưới tôi về làm vợ, chắc anh quậy cho tới bến à. Thôi, nói nhiều với anh tôi thêm mỏi miệng. Tôi lo về nhà nấu cơm cho heo ăn. Trời Phật ơi, nói chuyện với tôi không có lo. Lo về nấu cám cho heo ăn. Vậy đó, ớt không? Tôi gì à? Không cho gì à? Ở lại nói chuyện một chút. Dặn ra, dặn đâu, dặn ra. Chị Bảy. À, anh Tám, anh đi chợ về hả? Không, tôi từ bên nhà tôi chạy qua chị á chứ. Vậy hả? Ủa, chị tính làm giống gì mà chị phơi lá chuối cả đống vậy chị Bảy? Tính gói bánh để cúng dỗ ông xã tôi á. À, anh Bảy anh mất năm nay nữa là... Hơn 20 năm rồi đó anh Tám. Mới đó mà mau quá. Bà xã tôi cũng mất gần 10 năm nay rồi. Chị Bảy à? Hả? Chị ở giá gần 20 năm nay, chị thấy chị có buồn không chị Bảy? Thì vợ chồng gái gánh ai không buồn. Nhưng rồi cũng quen anh ơi. Chị quen chứ tôi không quen nổi à. Anh này nói kỳ, cái gì mà quen không nổi? Thiệt mà chị, cứ mỗi lần tôi đi ngang qua nhà của anh Kim Đức, tôi thấy ảnh chỉ uống trà ngồi sát bên nhau thiệt mùi hết sức. Bây giờ chồng người ta mà tôi thấy thắt thèm à. Cái anh này nói chuyện vô duyên. Già rồi mà không nên hết. Già rồi mà mùi cái nỗi gì mà anh lại nói là mùi hết sức. Tôi nói thiệt mà không tin chị lại đó chị coi. Ôi, vợ chồng người ta nói chuyện với nhau, ai rảnh ở đâu mà tới đó dòm hành. Ai biểu nhiều chuyện quá. Nè chuyện này mới kỳ, tôi nói ra chị đừng có rầy tôi. Tôi thấy ảnh chị nói chuyện thật vui, rồi không biết nghĩ sao chị xích lại gần, ngồi sát bên ảnh, ôm ảnh chỉ hôn. Ôi, dịch vật anh à. Mới hừng đông sáng qua đây nói toàn là chuyện tào lao không à. Tào lao bây giờ nói chuyện đàng hoàng nè. À, chị nghe tôi hỏi nha. Hỏi đi. Cái hồi anh Bảy chết chị liệm cái gì theo cho ảnh à? Dẹp anh đi, hỏi toàn ba cái chuyện ba lắp. Không, tôi hỏi thiệt mà. Thì liệm theo cho ổng dài vớ quần áo chăn mền chứ liệm gì. Hỏi lạ. Chị còn chừa lại bộ nào không? Còn, còn một bộ áo dài khăn đóng. Gì nữa không? Với bộ đồ tây, cà ra quách đàng hoàng. À, vậy là tốt. Chị cho tôi mượn ngày 18 tháng 4 tới đám hỏi Ngọc.
À, mà chị Sáu có mời chị chưa? Chưa. Vậy là trễ lắm, ngày mai chị có thiệp mời à? Nhưng mà anh tính mượn quần áo gì, tây hay ta? Chị nhắm coi, tôi mặc tây với ta cái nào đẹp nè? Anh mặc cái nào tôi thấy cũng không đẹp. Chị nè, nói thiệt với chị, mấy chị đàn bà giá trong xóm này ai cũng khen tôi đẹp, chỉ có mình chị chê tôi hờ. Không phải tôi chê anh xấu, nhưng mà tôi tưởng tượng cũng đủ tức cười. Bộ gió anh mà nít vô bộ đồ tây, chắc nó cứng đờ giống cây cột mình. Chị này bữa nay nói năng gì bậy bạ, tướng của tôi bề thế đàng hoàng à, vậy mà chị nói giống như cây cột mình. Thật chị là người hữu nhãn vô chồng. Nè, đừng có ý biết nho rồi xài tôi thậm tệ. Chứ anh thì sao hả? Bất tướng vô tài, chỉ được cái muôn xảo xảo suốt ngày. Nói giống hơi nhiều, còn nói hơi dai. Tôi nói bậy nhưng mà không có hại ai. Nói bậy cho vui mà. Nói bậy có văn hóa mà. Trời, nói bậy mà có văn hóa. Thôi bỏ cái vụ nói tào lao này đi. Chị lấy đồ cho tôi mượn nhanh lên. Gì gấp vậy? Để tối mai tôi ủi đàng hoàng cho. Vậy à? Thì cảm ơn chị ha. Vậy thì tối mai tôi qua nhà chị. Sáng mai anh qua mới được. Buổi tối tôi không tiếp đàn ông. Đàn ông mà chị không tiếp, không lẽ chị tiếp ông già? Cái anh này hả? Trời thứ quỷ sống nè. Mình nói câu gì anh cũng móc quéo. Tôi móc quéo cho chị đỡ buồn. Thôi tôi về nghe chị bãi. Rua chị à, cái anh Hà Bá. Trời ơi, tôi không biết tra cái gì, không hiểu. Tự nhiên vậy thì trời đất ơi, thiệt là nó. Ủa, bác Sáu. Bác Sáu, có chuyện gì mà sao con trông bác có vẻ giận dữ quá vậy bác Sáu? Không giận sao được mày. Mày nghĩ coi à, hai đời gánh hát người ta mới mở màn à, chưa hát đâu vào đâu hết á. Vậy mà nỡ nào thằng rô nó phá tan vỡ tuồng. Hai đời kép hát mới vừa ra, chưa hát chưa ca, mà thằng rô đây đem nào me me dốt me ngào. Trời ơi, miệng nhai nhép chép để cho thằng tai đâm lo. Trời ơi, còn ca để ai ai cũng bỏ ra gian. Mày nghĩ cô có tức không? Kỳ vậy ta. Theo con nghĩ chắc không phải là anh Rô cố ý đâu bác Sáu. Cố ý quá đi chứ. Nó không mắc mớ gì nó đứng tràn ràng trước mặt thằng Tài mà nó nhai me. Ủa, nói vậy bữa đó bác có đi coi hát hả? Không. Ủa sao biết ở nhà mà bác biết hay vậy? Thì tao nghe con Ngọc nó đi qua về nó nói lại. Nhưng mà bác có biết vì sao mà anh Rô lại làm như vậy không? Sao không? Xin lỗi mày nha, con ruồi bay qua tao biết ruồi đực ruồi cái nữa. Liếc sơ tao biết liền. Nó ghen chứ gì? Anh Rô ghen? Nó ghen với thằng Kép Tài đó. Nó tưởng tao muốn gả con Ngọc cho Kép Tài nên nó quậy đó. Ủa? Nói vậy bác Sáu đồng ý cho anh Rô kết tình với Ngọc á hả? Chuyện của hai đứa đó đó, tao không có cấm cản. Chỉ tại thằng Rô nó không biết điều. Nếu thật sự mà nó yêu thương con Ngọc á, thì chí ít gì á, nó cũng phải đến trình với tao. Nói rõ ràng chuyện của đôi đàn. Đã là mẹ như cha, tao nào cấm cái chuyện yêu đương. Ép dâu ép vợ, ai nỡ ép tình duyên của con trẻ. Chắc nó chẳng thật lòng nên đâu dám đến nói chuyện với tao. Con nghĩ rằng anh Rô rất chân thành, không dám gạt lừa. Anh yêu Ngọc từ lâu và Ngọc cũng cảm ơn anh Rô. Nhưng có điều anh thấy bác kén rể phải biết ca biết hát, nên anh sợ rằng nếu mà gặp bác sẽ từ chối thôi.
Bởi vậy á, lẽ đó mà tới giờ này anh cũng chưa dám nói lời nào với bác đó. Đúng là thằng khờ mà. Cái chuyện đó là tao chỉ nói đùa cho vui thôi. Cái quan trọng là phải biết yêu thương con Ngọc, biết quý trọng cha mẹ gia đình bên vợ, biết làm ăn siêng năng cần kiệm. Vậy là anh Rô đạt tiêu chuẩn của bác rồi hả? Chưa đủ mày. Ủa vậy chứ còn thiếu điểm nào nữa bác Sáu? Ghen. Nó ghen quá. Ghen quá rồi hóa điên ra. Mà tao thì không muốn gả con Ngọc cho cái thằng điên. Lấy nó hả, con Ngọc nó sẽ khổ suốt đời. Bác Sáu, con nghĩ cũng không đến nỗi vậy đâu. Bác cho ảnh cơ hội đặng chuộc lại lỗi lầm đi bác Sáu. Bây về bây nói với nó giùm tao. Muộn rồi, muộn lắm rồi. Bác Sáu, bác Sáu ơi. Thấy chưa, tôi đã dặn rồi mà không thèm nghe, cho đáng cái đời. Rô ơi, Rô, Rô ơi, quá Rô. Dạ, bác Tám nữa hả, bác Tám? Chứ còn ai nữa, mày làm gì lục đục trong buồng vậy Rô? Dạ, con đang thay đồ. Trời, giờ này mới lo thay đồ, mày biết mấy giờ rồi không mày? Cháu không có đồng hồ, mấy giờ rồi bác Tám? Tao cũng đâu có đồng hồ, có điều là tao coi mặt trời là tao biết, là cỡ 10 giờ rồi á. Thôi mau mau đi mày. Bác Tám à, về được không bác Tám? Đẹp à, đẹp lắm á. Giống... giống ai bác Tám? Giống mấy ông làng đi cúng đình á. Bác biểu cháu mặc áo dài khăn nóng cho đúng phép tắc. Bác còn kiêu ngạo cháu nữa. Không phải kiêu ngạo, mà điều tao nhìn mày á, rồi tao nhìn lại tao á, sao tao thấy không giống ai hết à. Chắc là tại không quen mặc áo dài đen. Bữa nay nít vô sao ngột ngạt quá chừng. Thiệt cực chẳng đã mới mặc bộ đồ này vô ngượng nhiều quá mày ơi. Còn phần cháu thì áo khăn lừa thước cháu cũng thấy kỳ kỳ. Từ nhỏ đến lớn mặc toàn bà ba với xà lọn gọn thơ. Bây giờ trước khi mày đi hỏi vợ, phải tới bàn thờ thắp nhang làm lễ gia tiên. Thưa bác, lễ gia tiên là sao? Cái thằng cù lần làm lễ gia tiên là ông bà cha mẹ hai bên nội ngoại chứng kiêu cháu con. Ông bà phù hộ bữa nay mày đi nói vợ. Mày hiểu chưa? Dạ chưa. Trời ơi sao mày khờ quá à? Trước khi mày có vợ, mày phải nhớ ơn ông bà cha mẹ, người đã sinh thành ra mày, nuôi mày khôn lớn. Bây giờ mày sắp lập gia đình, sinh con đẻ cháu, để mà nối dõi tông đường. Mày hiểu chưa hả cái thằng cốt đột? Dạ hiểu, hiểu rồi. Tốt, bây giờ để tao thắp nhang, mày lo tóc tai cho nó suôn sẻ, khăn áo đàng hoàng. Rồi mày quỳ xuống đây khấn vái tổ tiên. Kính thưa bác hai, với anh mười, chị mười, chị sáu, là con của bác Năm Điều. Hồi nhỏ đi bán chuối chiên, giờ lớn khôn rồi nó mới tính nhờ tôi. Thay mặt mẹ cha tính chuyện lứa đôi, xin tổ tiên chứng kiến tâm thành cho cháu con nó tròn việc lứa đôi. Nam mô, Nam mô. Ê, mày làm gì kỳ vậy mày Rô? Sao mày lại tao vậy hả? Dạ cháu lại ông bà cha mẹ cháu rồi, bây giờ cháu lại bác Tám. Nhưng tại sao mày lại tao nè? Tao có ơn nghĩa gì với mày? Dạ có chứ, có nhiều chứ bác Tám. Bác Tám ơi, cháu là một đứa trẻ mồ côi mồ cút. 18 tuổi đầu đã mất mẹ mất cha, nhờ tình thương của cô bác gần xa đã đùm bọc dưỡng nuôi dạy dỗ.
bác đã dạy cháu chữ y chữ tờ cho đến dần xuôi dần ngược. Bác dạy cho cháu từ sông cho đến tánh ăn nết ở, đến hôm nay cháu mới được nên người. Cuộc mướn cài thuê đáp đổi qua ngày, cháu thương cô Ngọc đẹp người đẹp nếp, nhưng nghĩ lại phận mình nên chẳng dám hở môi. Từ cái việc giả bộ giữa đường trúng gió mắt kinh phong, chú đến việc ăn me vô bao đời anh kép hát, hôm nay còn đưa bác đại diện làm mai đi nói vợ, ơn của bác đây cháu ghi nhớ muôn ngày. Bởi vậy cháu mới lại mấy lại để đền ơn bác. Bác đừng có từ chối nha bác Tám. Thôi mày đứng dậy đi mày. Nghèo nhưng phải giữ cho trong sạch, ở sao cho xứng đáng một con người. Tao dốt văn chương nhưng tao hiểu chuyện đời. Con người ta ở đời ai cũng có lúc thăng trầm vinh nhục, nhưng đừng làm điều trái đạo lý lương tâm. Tao hay vui cười vì tao có tánh lạc quan, đôi khi tao giả ngây giả dại đó là tao muốn thử lòng thiên hạ. Chớ thật sự tao rất thương người nghèo khổ và ghét những ai trọng phú khinh bần. Mày thấy tao nghèo mà có ai xem thường tao đâu. Trọng phú mới là bị người ta khinh, còn thanh bần luôn luôn được mọi người quý trọng. Bác Tám, bác Tám ơi, cha mẹ cháu không còn, thân cháu bơ vơ, lúc nào cháu cũng xem bác như cha như mẹ. Cháu thấy bác hay giúp đỡ những người nghèo khó, mà thật ra bác có dư giả gì đâu. Hơn những kẻ bỏ tiền ra bán lợi mua danh, chứ chưa chắc họ có được tấm lòng nhân ai. Cháu thấy có bao nhiêu kẻ tiền rừng bạc biển hiện đang nằm nề sau cánh cửa lao tù. Đồng tiền nó đem đến cho con người ta sự đầy đủ ấm no, nhưng nó cũng thường số đẩy con người vào hố sâu tội lỗi. Chỉ có cháu với bác vui với nghề ruộng ấy, đổi bác cơm lành bằng những giọt mồ hôi. Bữa nay mày nói chuyện nghe được á, đi nói vợ là đúng lúc. Thôi sửa soạn đi. Đi bác Tám. Ý, quên cái giỏ quà. Mày thì vậy không à. Được rồi, đi bác. Tôi thành thật xin lỗi bà chị. Đầu dây mối nhợ cũng tại tôi hết trơn á trọi. Tại tôi thương Rô, mà tôi cũng thương con Ngọc nữa. Bởi vậy tôi mới tới tôi bàn với bà chị mấy lần về cái vụ hôn nhân của hai đứa tụi nó. Ai có về tại cái chuyện gánh hát qua xuân về đây nên mới có chuyện rắc rối ra chứ. Tôi nói thiệt với anh Tám nghe anh Tám, anh đừng buồn tôi nha. Chứ còn cái mặt của anh nó già mà mất nết lắm đó. Trời đất ơi, sao chị rủa tôi? Mà thiệt tôi mất nết lâu rồi chị sao à? Anh già mà anh đâu có hay phải không? Phải, tôi hay. Nhưng mà có mình chị nói à, chứ lòng tôi còn trẻ lắm, tôi đâu có già. Xê! Già mà bày đắt bài trò con nít không à? Tôi ném về con nít lâu rồi chị ơi.
À kìa, con Ngọc nó gì à kìa. Chị đừng la tôi nha, có nó nghe được rồi tôi mất uy tín hết à. Bác Tám, bác có gặp anh Rôn không? Có, mới gặp nó đây à. Bác nói với ảnh, bảo ảnh đừng có đến nhà cháu nữa. Ủa, sao vậy? Sao cháu không cho nó tới nhà cháu nữa? Chứ bác nghĩ coi, người ta đang ca, cái anh lấy mẹ dốt ra anh ăn trước mặt người ta, ai ca được. Cái thằng này bậy thiệt ha. Tao mà biết được thằng nào xuống biển nó làm chuyện đó tao bẻ họng liền á. Nhưng mà thôi Ngọc à. Dạ. Nó ganh đó là tại vì nó thương con á biết chưa. Trời ơi, ganh gì mất trật tự vậy. Trời đã ganh làm sao mà còn trật tự. Ngọc. Dạ. Nghe bác nói nè. Sao bác? Có trước mặt chị Sáu đây cháu đừng có làm vậy. Cháu sừng sổ gây gỗ với lại thằng Rô. Người ta nghĩ cháu có tình ý giữa mấy ông trong đoàn hát á. Ừ, cháu thích hát cải lương, cháu mới đi coi. Chứ cháu có gì với ai đâu mà sợ chứ. Ê, cải lương thì ai không thích. Bác cũng thích nữa, mà cháu cũng thích nữa. Nhưng trong cái việc mà giao thiệp giữa con gái với con trai phải giữ sao cho đàng hoàng. Kiểu mang tiếng là con nhà thiếu giáo dục. Nếu mà thằng Rô nó khen cũng là chuyện thường trong thiên hạ. Bởi vì nó tính đi nói cháu làm vợ. Cháu thân mật với người ngoài làm sao không ghen. Dạ, đánh cháu xưa nay bất cứ người nào dù là ai quen, cháu cũng xem như thế anh em. Cũng như là lối sớm bà con. Không được, thể là con gái phải biết giữ gìn phẩm hạnh nết na. Nhất là đối với mấy chàng trai, nếu quá sổ sàng mang tiếng không hay. Đúng đó, anh Tám nói đúng. Ngọc, con có nghe rõ hay là không? Dạ, chỉ kể từ nay bất cứ lạ hay quen, ai hỏi gì con cũng làm thinh. Mày làm thinh vậy ném mày câm rồi. Tao dặn là tao dặn cái việc là gặp con trai đừng có thân mật quá, không? Phải nói năng dè dặt. Ai biểu mày làm thinh? Ấy mày á khẩu luôn đi cũng được nữa. Kìa, thằng Rô nó tới rồi kìa. Mày đi đâu mà mày xách rượu xách gà lùm xùm vậy Rô? Dạ, thưa. Dạ. Tôi biểu nó do chị Sáu á. Tôi nói với nó lúa thóc xong hết rồi, bữa nay rảnh rang tôi đưa nó tới nhà chị. Nó thì cha mẹ mất hết rồi, anh em bà con không có. Hồi nào tới giờ nó coi tôi như là bác ruột của nó vậy đó. Bởi vậy nó mới năn nỉ tôi nhờ đứng làm mai để nó được vô làm rể ở nhà này. Một đứa giỏi văn tận thù siêng năng, bọn trẻ khó ai hơn. Tôi thì dễ rồi, nhưng còn con Ngọc không biết ý nó như thế nào. Tôi thấy hai đứa coi mòi mến nhau tôi đã để từ lâu. Mấy bữa nay tôi coi mòi cái con Ngọc nó hầm hầm cái thằng Rô về cái vụ cải lương. Ôi, tụi nhỏ này khờ lắm chị ơi. Nay giận mai hờn đủ chuyện lối thôi. Ơi đâu chị lại bận tâm cho mệt. Ngọc à, ra biểu coi con. Dạ, tôi má gọi. Ra đây cho tao nói chuyện mày. Nè, thằng Rô nó nhờ bác Tám làm mai á. Nó đi nói cưới mày đó, mày tính sao? Nói tao nghe coi. Dạ, con đâu có biết. Sao hồi đó má nói không biết ca giọng cổ thì má không có gả. Tao nói giỡn cho vui. Cháu biết ca thì càng tốt, còn không biết ca thì... Thì nó hò cấy lúa cho chị nghe cũng êm tai, phải không chị Sáu? Thằng rể hò, con gái hát ru em cũng mùi á, tận mạng à nha. Trúng ý tôi. Sao mày? Bằng lòng rồi phải không? Lặng thinh, giống tao hồi đó. Còn thằng Rô, mày tính chừng nào mày cưới con gái tao mày? Dạ, chị để cho tôi hỏi nó nha. Rô. Dạ. Mày được mấy cây rồi?
Dạ cháu dành dụm được 12 chỉ. Rồi tao cho mày mượn thêm 8 chỉ, có thiếu chút đỉnh tao cho mượn thêm 20 dạ lúa nữa. À, chú Tài tới à, có ông bầu nữa kìa. Chào ông bầu, chào chú Tài. Dạ, chào ông Tám, dạ, chào bà Sáu. Chào ông bầu, dạ. Mời ông bầu ngồi, dạ. Chú Tài ngồi đi. Dạ, cảm ơn bà Sáu. Dạ, tụi tôi tới đây để chào từ giả ông Tám với bà Sáu. Ủa, bộ gánh nát không dọn đi ha. Dạ. Ủa, rồi tối nay sao? Dạ, tôi trả tiền vé lại hết cho bà con rồi bà Sáu ơi. Mất mặt với bà con quá, tôi lui ghe cho rồi. Ông bầu ơi, ông bầu, dạ, xin lỗi ông bầu nha, cái lỗi này là tại tôi. Tôi bài kế cho thằng Rô nó phá chú Tài, tưởng vẫn chơi sơ sơ ai dè. Thiệt ra cũng tại kép hát của tôi, bị nó có vẻ hào hoa phong nhã bề ngoài nên dễ bị hiểu lầm lắm, rồi dễ làm mít lòng bà con cô bác. Thôi chúng tôi đi là vừa rồi. Anh Tài, anh tha lỗi cho tôi nghe anh Tài. Tôi mới có lỗi chứ. Tôi có lỗi bởi vì tôi đã làm cho anh buồn. Nhưng anh Rô à, xin anh biết cho tôi, chúng tôi đã chọn những tuồng xưa tích cũ để làm vui lòng bà con. Mỗi bận về biểu diễn ở nông thôn là mỗi lần được đón nhận những tấm lòng thương mến. Cứ mỗi khi ghe hát nhổ sào dọn qua bên khác, nhìn những khuôn mặt thân quen cũ, tiếng cười khóc với chúng tôi qua những lớp tuồng trên sân khâu. Họ đang đứng trên bờ sông đưa tay vẫy gọi mà chúng tôi nghe lòng nao nao chan chứa vạn thâm tình. Ơn nghĩa thâm sâu ghi đậm giữa tim mình, nguồn giao cảm giữa những người nghệ sĩ đã chan hòa với khán giả miền quê. Những tấm gương anh hùng trong Tết cổ tuồng xưa, những con người tiếc nghĩa trung trinh qua những cảnh bi quan ly hiệp, tôi xin gửi lại cho bà con cô bác làm món quà xuân với tất già chân. Bây giờ chúng ta đã hiểu nhau rồi thì tình cảm giữa bà con cái xã này cùng cái đoàn hát qua xuân càng thêm thắm chặt. Xin ông bầu hãy vui lòng ở lại diễn thêm đêm hát đi. Dạ ông Tám nói vậy chúng tôi cũng xin dâng lời và thành thật biết ơn. Sẵn đây tôi mời ông bầu với chú Tài ở lại giùm con. Hôm nay tôi nhận lời giả con ngập của tôi cho cái thằng Rô, cháu họ xa của anh Tám á. Nói thiệt với ông bầu nha, bà con xã này tuy lam lũ cuốc cài đồng áng, chứ trai gái trẻ già ai cũng mê quê hát cải lương hết á. Sau một ngày giải nắng dầm sương, còn gì thích hơn được xem những tuồng tích diễn trên sân khấu. Có văn, có võ, có bá quan, có tiếng kèn, tiếng ni trong, có những bài ca nghi dòng cổ thiệt mùi. Mỗi lần mà nghe gánh hát sắp tới đây á, trong bụng tôi á, nó vui như trẻ mà được mẹ may quần áo mới vậy đó. Mà khi gánh hát dọn qua bên khác, tôi nhớ tôi buồn như đau mình tương tư. Ngà ơi, lo con nước nhanh nhanh lên đi con. Kêu con Ngọc ra đây, nói có ông bầu với chú Tài tới kia kìa. Đó, đó, con Ngọc tôi nó ra tới rồi đó. Ngọc, bữa nay là ngày tao nhận lời gả mày cho thằng Rô đó. Có anh Tám đây làm cha đỡ đầu của nó đó. Quà Tết là làm đám cưới liền à nghe. Dạ, xin có lời chúc mừng cô, cậu và gia đình bà Sáu.
Đêm nay đoàn cải lương Hoa Xuân chúng tôi sẽ hát phục vụ cô bác đêm hát cuối năm, và riêng tặng cô cậu vở hát thiệt là đặc biệt, đó là vở Mùa Xuân Hội Ngộ. Hay quá. Xuân vui khắp làng quê, hương theo gió bay về, lúa vàng bông nắng chiều, đàn bươm nghe tiếng hát câu hò, nhạc tưng bừng rộn ra làng quê, tay trong tay nâng cốc rượu mừng, tình duyên ai đẹp giữa mùa xuân. Hái nữa thôi em. Thôi, mấy trái được rồi, xách đi nặng lắm. Ủa, chai gì trong thúng vậy Ngọc? Chai nước mắm ngon lắm, em tặng cho ông Bầu. Tội nghiệp cho ông Bầu, gánh hát nghèo quá Ngọc ha. Nhiều khi phải chạy gạo từng bữa cho đào kép ăn. Bởi vậy, bà con họ thường nói, người nào có tội á, đừng có bắt bỏ tù, cho họ làm bầu 5-7 tháng á, là họ biết đá biết vàng à. Nghề nào cũng là nghề, có lúc thăng lúc trầm, lúc vinh lúc nhục. Riêng nghề sướng ca là một nghề cao quý, vì nó đem đến cho mọi người tận hưởng một niềm vui, một chút hương hoa cho đời thêm tươi thắm. Qua những tháng ngày mãi mê trong cuộc sống, nghe tiếng hát cùng đàn cho nhẹ bớt ưu tư. Những người ngồi xem với nghệ sĩ cải lương đang lúc họ diễn tuồng, như có một mũi dây thiêng liêng đồng cảm, nguyện chặt tâm hồn qua lời ca. Anh Rô, anh biết không, những chiều gió mưa em càng thêm thương, những cánh hát nghèo xóm thêm vắng vẻ tiêu điều. Lại trong lúc hờn ghén anh đã xử sự không hay, mà bây giờ còn ân hận. Để tỏ chút tình cảm sâu xa của khán giả tri âm đôi với người nghệ sĩ anh đã đến làm thân với anh Tài. Anh ấy đã nắm tay anh
qua tiếng nói nghẹn ngào. Anh ơi, chúng mình còn trẻ nên suy nghĩ sai lầm cũng là lẽ đương nhiên. Lúc ấy anh cũng nghe hai hàng nước mắt rưng rưng, nên siết lấy tay anh để thắt chặt mối tình thân hữu. Một anh nông dân chuyên nghề ruộng rẫy là bạn thân của anh kẻ khác đường trời. Em biết không, anh cũng là người đàng hoàng và biết phải biết quấy lắm chứ, đâu có đê tiện thấp hèn như em đã nghĩ. Hôm nay thì em đã hiểu anh rồi, nên em mới thương anh, bởi anh là một chàng trai thật thà chất phác. Chẳng như anh đã hiểu rõ em, em đâu có như những cô gái dại khờ lãng mạn yêu dối dàng không tin thiệt so. Em bằng lòng với kiếp sống nông thôn, có gió mát trăng thanh, có cây lành trái ngọt, có một mái ấm chan hòa hạnh phúc bởi những bàn tay cần mẫn đêm ngày. Thôi, chúng mình đi xuống bến đi anh, nghe tiếng điềm điệp kêu nước sông sắp lớn. Anh à, đoàn hát sẽ lên đường đi lưu diện, không biết bao giờ trở lại sông Đồn Châu. Trời đất quỷ thần ơi, mày làm gì bộ mày dọn nhà gì đâu hả Lan? Không có dọn nhà gì đâu. Không dọn nhà sao mày mang cái giống gì mà dữ vậy? Hả? Cái gì trong đây đây? Gạo, đường, mắm, muối. Ê, bộ mày tính đi buôn hả? Buôn cái gì trời ơi. Con đem gửi biếu cho gánh hát. Bác làm ơn giúp con một tay á, phụ con đem ra bến đò đi bác Tám. Trời đất, sao không để sáng mai đem đi luôn? Gánh hát người ta đã xuống đò từ hồi mặt trời chưa tỏ, cỏ phủ hơi sương. Phải chăng bây vì hàm nước nên giờ này mới đi? Trời đất ơi cho kiểu này ai mà nhờ, thôi về đi đò xa bên cạnh đá sang sông, về ngủ tiếp cho đã đi còn. Lẽ nào mà đò xa bên cách sớm sang sông, tối qua lúc vừa dạng con còn dò hỏi thăm đoàn sẽ đi vào lúc 9 giờ. Anh tài chờ nơi đò ngang, chờ con tới anh mới chia tay. Giờ sao bác nói đã ra đi? Nói vậy là thằng Tài nó có hẹn với bay hả? Có hẹn. Lúc mấy giờ? 9 giờ. Vậy mấy giờ rồi? Này chừng 8 giờ chứ mấy. 8 giờ hả? 8 giờ vậy chắc nó còn chờ bay ngoài mé sông á. Thiệt không bác? Ừ, thiệt hay giả làm sao tao biết? Nó hẹn mày chứ bộ hẹn tao hả? Hỏi trời ơi, sao bác nói anh đi rồi? Tao nói chơi với tụi bay vậy thôi chứ gánh hát họ còn ì xèo ở dưới mé sông á. Chà, tao không ngờ á tới bây giờ á mày còn mê kép hát mê ghê ha. Hết rồi, hồi xưa thì có mê anh Tài thiệt. Bây giờ con chỉ thương ảnh thôi. Con với ảnh đã kết tình anh em rồi. Sau này mà gánh hát có về á thì con ra coi, không cần mua vé, anh hứa với con vậy đó. Chà, cô bộ nhỏ này biết tính toán ghê ha. Thôi đi kẻo trễ ha, đứng đây riết là mọi người ngoài kia chờ ạ. Ê chà, quà cáp kiểu này cho gánh hát ăn cả tháng cả tuần à nha. Bác Tám này cứ nói quá lên không à.
Bác ơi, bác. Ông bầu ơi. Cô Ngọc, cậu Rô, cô cậu đi đâu vậy? Dạ, hai cháu đến đây để tiễn bác với đoàn hát á. Dạ cháu có hai chai nước mắm, biếu cho hai bác để dùng lấy thảo. Trời ơi, cảm ơn mấy cháu quá. Từ đến sớm cây đa mà hai cháu xuống đây, con đường cũng xa. Chúng cháu đi quen rồi bác à. Bạn hát chúng tôi sẽ rời nơi đây, chờ nước lớn là sang bên khác, qua đại ngải lòng phố sóc trăng, có khi xuống tới u minh. Hai đứa đến đây với món quà nhỏ mọn, chúc cho bác thượng lộ bình an, đến diễn ở đâu cũng đạt nhiều thắng lợi. Khi nào tập vợt hai ba tuần mới, bác trở lại đây phục vụ cho đồng bào. Cô bác ở đây thiệt là chí nghĩa chí tình, đã ủng hộ hết mình. Trong những ngày đoàn bác đến Đôn Châu, gánh hát ra đi chung giao rất là buồn, mong năm tới tháng này sẽ gặp lại đoàn và tất cả anh em. Thôi để bác xuống ghe bác đi ha, nước lớn đầy rồi. Thôi bác đi nghe hai cháu. Dạ. Hẹn năm tới rồi cái mình gặp lại nha. Dạ. Anh Rô, cô Ngọc, bữa hôm nay chúng mình chia tay, hai bạn ở lại mạnh giỏi nghe. Dạ, em có đem chút quà tặng anh nè. Dạ đây, anh dùng lấy thảo, quà mọn của nhà em, chúc anh đi được bình an. Nhớ cái hôm giả từ Long Hiệp, đoàn đến diễn tại chợ Đôn Châu, nhiều đêm gió mưa đoàn không hát được, cũng nhờ bà con tận tình giúp đỡ, an ủi biết bao cho gánh hát nghèo. Dạ, thật ra ở đây cũng đâu có ai giàu, nhưng tình nghĩa đồng bào lúc nào cũng sẵn sàng tương trợ với nhau. Sáng năm nếu anh lên cỡ như lôi tháng này, vào dịp đám cưới tuổi này, sẽ mời anh đến dùng ly rượu với chúng tôi. Vậy thì còn gì bằng. Năm tới nếu đoàn chúng tôi đến đây đúng vào ngày vui của hai bạn, chúng ta sẽ tổ chức một đêm đờn ca tài tử cho phỉ tình nha. Anh Tài, lát nữa đây khi ghe hát của anh đã rời bến Đôn Châu để tiếp tục con đường lưu diên, tôi nghe như lời ca tiếng hát mà những dư âm còn vọng lại ở tâm hồn. Mình đã thân nhau qua đêm hát sao cùng, trong vở diễn mùa xuân hội ngộ, tôi thấy lòng mình càng thêm mến thương anh. Tôi thương những người đã vắt cạn máu tim để viết nên những tác phẩm cho người đời thưởng thức. Tôi thương những nghệ sĩ đã đem mồ hôi và nước mắt mang đến niềm vui cho tất cả muôn người. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Anh Tài, và tôi mong anh hãy xem tôi là bạn. Ôi, một cuộc chia tay đã làm cho tôi xúc động, chút nghĩa tri anh xin nhớ mãi muôn đời. Vở hát hôm nay là vở hát tuyệt vời, không tranh cảnh không lời ca tiếng nhạc, sao nghe lòng mình xúc động.
sao xuyên bâng khuâng. Cầm tay anh mà tôi nghe nước mắt rưng rưng, tôi cảm thấy cuộc đời tươi đẹp quá. Duyên tri ngộ với bốn phương khán giả, in mài trong tim người nghệ sĩ giang hồ. Thôi, các bạn ở lại bình an nha. Hẹn một ngày tái ngộ. Ghe hát đi rồi, thôn xóm lại điều hiu, như thương nhớ những bóng hình quen thuộc. Đôi bờ láo lách reo lên khúc nhạc, như qua lại những cung đàn reo rắt của đêm xưa. Nhớ những lớp tuồng trong vở Sử Án Bàn Phi, nhớ từng câu hát của vở thoại Khánh Châu Tuân. Nhớ những buổi chiều khi vang lên tiếng trống, cả xóm ai ai cũng rộn rã trong lòng. Sang năm tháng này nhớ trở lại nghe anh, khi bà con cô bác đã xong mùa gặt hái, em với anh Rô sẽ ra dưới bên đón canh hát nghèo trở lại xóm Đồn Châu. Thế nào chúng tôi cũng gặp lại bà con và hai bạn. Xin tạm biệt. Chúc hai người hạnh phúc. Anh Tài, anh Tài, anh Tài, em có ít quà gửi cho anh vì mấy anh em trong đoàn ăn lấy thảo. Trời ơi, lại quà cáp nữa. Sao mà lan khách sáo quá vậy? Tiễn đưa được rồi, còn gửi quà làm gì nữa? Có gì đâu, đây là tấm lòng của em với lại là gia đình đối với anh với lại đoàn hát. Anh Tài ơi, rồi gánh hát của anh đi rồi chừng nào mới trở lại vậy? Có lẽ là sang năm đó, gánh hát của anh quay trở lại. Nhớ nghen anh, cứ mỗi độ xuân về xin anh hãy ghé quê em, để bà con được thưởng thức tiếng hát lời ca. Tiếng hát của anh là nguồn vui cuộc sống, đem lại yêu thương hạnh phúc đến muôn người. Tiếng hát của anh đã xoa dịu bao nỗi nhọc nhằn, những lời lẽ trong vở tuồng anh hát đã làm mọi người xích lại gần nhau. Tiếng hát của anh là hồi chuông cảnh tình, đã giúp mọi người hiểu rõ đúng sai. Đã mấy ngày qua em ngồi xem anh hát mà thấy lòng mình chan chứa vạn niềm. Lan nói mà tôi cảm động quá. Lan, nếu tôi đã làm được những điều mà Lan nói thì tôi quả là một người vô cùng hiếm phúc. Bởi vì là một nghệ sĩ, tôi chỉ ước mong dùng tiếng hát lời ca giúp vui cho cô bác xa gần. Tình cảm của Lan với bà con làng quê quá thật chi tình. Dù tôi có đi lưu diễn ở nơi chân trời góc biển, tôi vẫn nhớ hoài tình cảm cô bác xứ Đôn Châu. Cuộc sống tuy nghèo mà tình nghĩa bao la, hột muối cọng rau cùng cùng nhau chia sẻ. Hẹn đến xuân sau tôi sẽ quay trở lại, đem hết nghĩa tình phục vụ làng. Thôi,
Lan ở lại Mạnh Giỏi, hẹn xuân sau mình gặp lại. Dạ, anh Tài đi Mạnh Giỏi nghe, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Cảm ơn Lan, tạm biệt. Dạ. Xin tạm biệt tất cả. Đồng quê dân dân mong dáng thân thương, tiếng á câu ca em đêm người nhớ, sân khấu huy hoàng hương phấn còn dương. Lưu luyến phút chia tay người đi nhiều sương gió, tiếng hát lớn cung đàn dù xa chân nhớ nhung hoài. Trong phút chia tay lòng còn dương dân, quê sông nước tên mãi trong tim, mong mỗi ngày kia chúng mình gặp gỡ trong nắng xuân về qua. Wow.